Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự, thành phố Phoenix, trong dịp lễ Viếng Phật A Di Đà, để chúng ta cùng sinh hoạt Phật pháp trong hai ngày, tức là ngày hôm qua thứ bảy và hôm nay chủ nhật. Và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong chuyến Phật pháp ở tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ này. Và xin được hỏi đại chúng hôm nay có khỏe không? Quý vị có mệt không? Để tối nay quý vị chịu khó ngồi lâu chút nha. Tại câu hỏi hơi nhiều và chỉ muốn nói rằng chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. What did the Buddha say about psychic powers? Did he actually walk on water? Câu hỏi là Đức Phật đã dạy gì, đã nói gì về thần thông? Và tại sao Đức Phật đi trên nước? Chắc cái này thấy Tổ Đạt Ma đó. Tổ Đạt Ma đi trên một chiếc cây, nhánh cây đi qua nước đó. Thì cái câu này hỏi bằng tiếng Anh thì chắc có lẽ là người hỏi cũng nói tiếng Mỹ. Thôi bây giờ mình nói tiếng Mỹ. In Buddhism, we do not talk about psychic powers much. The purpose of our practice is to liberate and free from our illusions. Hate, ignorance. We do not spend a lot of time to practice to gain any kind of power. If you see any image, any pictures, that when they portray the Buddha walk on the water or walk on the fire, is only a symbol. The water symbolized for the ocean of suffering. The water symbolized for the grief that may bring us away from our practice. So therefore, if you see the Buddha walk on the fire symbolized for your heat. And if you can bring your high degree of understanding, of compassionate, of awakening, you are like the one who walked on the fire. Because fire symbolizes heat, anger. And when you want to practice, you cannot detach yourself from the entire life. You have to be right here. In order to experience, in order to transform the suffering caused by angry, by greed, by hate, by ignorance.
There was a Buddhist monk. One day he came to the river and he wanted to cross the river. And there was the man who practiced kaiju. He break the branch, he throw the water, and he fly all the way from this end to the other end very fast. And he stand there, he saw the Buddhist monk pay for the canoe to across the river. So he feel he's so proud about what did he done. So he stand on the other end and wait for this Buddhist monk come and ask a question. Why don't you use your power like me? The Buddhist monk smiled and asked him, how long did you spend to practice that you can walk the water like that? The monk, the other man said, oh, I spent 30 years to do this. The Buddhist monk, oh well, your 30 years cost only $1. I only need $1 to pay to cross the river. Why you have to spend 30 years to practice just to cross the water? In these 30 years, you can do a lot of things, not just to gain the power in order to fly on the air or to walk on the water. And in Buddhism, when you see something, you know, supernatural, and remember, they all are simple. For example, when you look at the altar of Buddhism, or the Buddhist altar, you see the flower, you see the fruits, you see the incense, you see the water, you see the candles. Those are all the meaning of our daily practice. Why we decorate flowers? Because flowers symbolize for the cause, and the fruits symbolize for the effect. Flower also symbolize for impermanent. If you see that, no matter how beautiful of the flowers, few days later, the flower will be dying. And this is the signal, the symbol of impermanence. And because life is impermanent, that's why you make the commitment, the vow to live meaningful, beautiful like the flower. And the fruits symbolize for the result. Because the fruits come from the seed. If we have no seed, we have no fruits. And when you go to the supermarket to buy the fruits, you must select the good one to buy, don't you? So therefore, you must select the right and the good things to do when you select the good fruits to buy. And why we have to make the fruits look so high? Why do we need to decorate the fruits high? It symbolizes for always build up yourself, always move yourself to the higher destination. And you see the fruits and the flower, not because the Buddha hungry, we offer the fruits, but the fruits symbolize for the effect, the result. Before you want to do something, make sure you reflect on what you start. Because your destination will arrive at the same what you start. So you must be careful on your start point before it is come to the destination. When you start writing, you will arrive to the right. The candles symbolize for your insight, your wisdom. The Buddha has the wisdom, you also have the wisdom. That's why two candles and two signs. The incense
symbolized for your morality practice, your five mindfulness trainings, no killing, no stealing, no sexual misconduct, no lying, and no mistreat yourself by drinking alcohols and drugs. If you're able to train yourself according to these five mindfulness trainings, you are the incense, the fragrance of the incense will make people feel comfortable, and you are also the good role model to lead the other people. The water on the altar symbolizes for your loving kindness. So if you look deeply in at the Buddhist altar, and you will learn that everything said there is very basic and very needed for our daily life. Is that the power of Buddha? You know what to reflect before to do. You know cultivate the loving kindness of your daily life. You know to find something right to do every day. Set on the table, symbolize, set your good. And when you know how to set your good, you are decoration yourself, the place for people to take refuge. Is that answer you? So the power in Buddhism doesn't mean you do magic, but you're able to liberate yourself from hate, from ignorance, and to greed. Let's say someone made you angry. Usually you will say, I don't want to look at him. I don't want to hear him. I don't want to see him. That means you block your power of your eyes. You have the power of your eyes. Why we have to prevent ourselves in that way? You can liberate yourself. You can forgive the others. So once you can release that person out of your heart, you are free from everywhere you sit, everything you look. And that is your power. The power means you're able to release yourself from what you have prisoned yourself. So no matter walk on water, on fire, or anywhere, the most beautiful power is to walk peacefully on earth. Many people, they have two legs, very healthy, but they never enjoy it. They have the good health, they never know how to protect. They destroy, they damage their life, their future, their body, by drugs, by alcohol. Remember, we need food every day. Food for the body and food for the mind. You know how to select good food to nourish your body, then make sure you also take the right food for your mind. And the mind and the body, if you're able to nourish by the good nutrition, you're able to live peacefully and happily. And the magic in Buddhism is your mindfulness, your reflecting what you should do and what you should not do. And that is the power. Okay? And first come, first serve, can. Kính bạch Thầy, con là người Phật tử. Là người Phật tử, nếu trong gia đình có người thân lâm bệnh nan y muốn báo hiếu, mỗi ngày lại sám hối phóng sinh, in ấn kinh sách cúng dường tam bảo để hồi hướng công đức đền đến người bệnh, thì họ có bớt được nghiệp hay không? Nếu có, khoảng bao nhiêu phần trăm? Ngày chưa làm mà bắt đầu tính phần trăm. Kính thưa đại chúng, cái nghiệp mà chúng ta đang lãnh ngày hôm qua chúng ta có học, nó không phải chỉ ở một đời một kiếp này, mà nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên đời này chúng ta không phải gặp một nghiệp mà nhiều nghiệp.
Cho nên Đức Phật nói chúng sanh có ba cái khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tại sao khổ mà lại hai chữ khổ khổ? Có thân vốn đã khổ rồi, còn thêm bệnh tật nó bước bắt. Mình lấy ví dụ không? Thành thử ra khổ khổ tức là, rồi ví dụ như á, mình lỡ mình té mình gãy chân rồi là một cái khổ rồi, mà khổ nổi người ta hay đụng. Ví dụ cái đó quý vị hỏi theo để ý mà hôm nào cái tay mình, cái ngón tay nào mà đứt cứ đụng hoài. Cho nên người ta thường hay nói cái tay đau là cái tay đuôi. Thấy không? Cái đó Phật gọi là khổ khổ. Hành khổ tức là nó liên tục hết này tới kia. Thật ra bây giờ đừng có đợi tới khi bệnh mới bắt đầu làm. Nó không thấp. Phải làm điều ra, rải điều ra làm hoài. Thì lúc đó mới mong là nhiều phần trăm nó dính. Tụng kinh thì lâu lâu mới tụng mà hỏi sao không thuộc. Thí dụ bây giờ quý vị không tụng ở trước bàn Phật được, tụng trong xe. Không tụng trong xe được, tụng trong khi đi, khi đứng, khi nằm. Thì mình mới mong là mỗi ngày mình thấm được. Tại sao mà muốn hát nhạc thì cứ đi đâu cũng cứ nghiêu ngao hát. Mười năm con gầm trường tình đã cũ. Đi đâu cũng hát hết trơn. Vậy mà chưa học kinh. Mình thấu chi, cũ rồi mình nói chi nữa. Cứ mình đi ra đi vô mình cứ nghiêu ngao mấy cái bài hát đó. Thôi xưa rồi Diễm. Bây giờ học kinh. Mình để cho cái tiếng kinh, tiếng kệ nó thấm vô trong người của mình. Ví dụ như mình bập bẹ học cái bài Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, thì đó mình cứ đi đứng nằm ngồi mình cứ đọc cái đó có sao đâu. Hồi đó Pháp Hòa học, đi học á, mỗi buổi sáng là bước ra khỏi cửa chùa là Pháp Hòa bắt đầu hành trì một thời kinh sám hối. Từ chỗ chạm xe bến mà dài tới trường học, y như một thời tụng kinh trước bàn Phật vậy đó. Cũng nguyện hương, rồi chí tâm đảnh lễ, rồi tụng đại bi, rồi tụng một bài sám, rồi lễ Phật, rồi hồi hướng. Tới cửa trường là tam tự quy y. Ra về cũng vậy, mà đi học cũng vậy. Cho nên á, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Tức là kinh sẵn đó mà mình không có nhớ. Phải không? Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Cho nên bây giờ mình thay vì mình nghiêu ngao những cái bài hát tình sầu đứt ruột, thì bây giờ mình không còn. Thật sự nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mình phải tự hỏi mình muốn cái gì. Thể mình muốn cái này thì đành lòng phải bỏ cái khác, vậy thôi. Cho nên bây giờ nếu mà thấy rằng á, người thân của mình á đã bệnh thì thôi bây giờ cứ phát tâm mà làm. Và cái việc đầu tiên mình phát tâm trước nhất là tắt dừng cái phone. Cho nên á là mình quý vị cứ làm, đừng có đặt điều kiện là bao nhiêu phần trăm. Bởi vì sao? Nghiệp của người mình nhiều lắm, nhiều lắm. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình nghe một buổi giảng, mặc dù trên thực tế là mình nói mình đi nghe giảng, nhưng mà chưa chắc buổi giảng đó mình hài lòng. Tại vì mình ngồi đó mà lỡ thầy có nói gì chạm mình, không chừng mình buộc thầy. Nghe pháp để giải phiền não, nhưng nghe xong mình cảm thấy hình như mình dính nhiều quá, chắc ai lên nói gì với ổng. Rồi ông đem bữa nay mình ra ông vua. Còn phiền liền, khi nghe pháp là đã có phiền não rồi đó. Thì quý vị thấy không? Cho nên chưa chắc ngay cái giờ phút mình tụng kinh mình giải nghiệp, vì có thể mình đang tăng nghiệp. Cho nên thôi bây giờ đó, khi mình có người thân bệnh, mình phát tâm, mình làm được gì cho người thân mình á, mình cứ làm. Và thật sự ra mà nói,
100%. Tại sao vậy? Vì khi mình làm là mình làm bằng trái tim và tấm lòng, là cái quả nó y chang. Còn á, cũng phải tùy theo cái nghiệp của người này, người này nhận được bao nhiêu phần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa no quá rồi, quý vị mang một ly nước thiệt ngon tới quý vị cho Pháp Hòa uống. Mặc dù Pháp Hòa ráng dữ lắm nhưng mà thủy chung thì uống không hết được. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa đã quá no. Cũng như vậy, nếu một người mà cái nghiệp họ nặng quá không, thì mình giải được một phần nào thôi chứ cũng không thể giải được. Bởi vì nghiệp là của họ. Ngày nay mình chỉ làm theo cái khả năng của mình. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, mình làm bất cứ việc gì cho người thân mình trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Cho nên Đức Phật khuyên chúng sanh phải tu tạo để đủ cái phước mà tiếp nhận cả 7 phần công đức đó. Cho nên mình muốn nhận phước của người thân mình cho mình không? Còn muốn thì tự thân phải nỗ lực, phải nỗ lực để mà đầy đủ cái công hạnh để chúng ta tiếp nhận. Còn ví dụ bây giờ mình làm con đồng, mình hồi hướng được không? Được. In dù một quyển kinh, vì cái tâm của mình khi in kinh là tròn vẹn trong đó. Cho nên quý vị đừng có lo không có nhiều phần trăm, trọn vẹn trong đó. Nhưng mà rồi cũng phải tùy theo cái người thân của mình được cái phước để mà nhận đầy đủ những gì chúng ta cho. Giống như mẹ thương con là cho tất cả, nhưng con có ứng dụng cái tiền cha mẹ để lại và cho con hay không là tùy theo cái sự nhận thức thông minh của con. Thưa Thầy, con có một câu hỏi, mẹ làm phước bố thí con có hưởng được hay không? Cái này nó cũng tương tự vậy đó. Dạ, tin thưa đại chúng á, phước thì có cộng phước, nghiệp cũng có cộng nghiệp. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nay một buổi nói chuyện này dù chỉ 2 giờ đồng hồ, ở đây hiện tại bây giờ có khoảng 500 người, mình nói ví dụ vậy. Thì bây giờ á, sau khi cái buổi nói chuyện này xong, có thể có những cái băng mình thu lại, rồi không phải chỉ 500 người ngồi đây hưởng được những cái lợi lạc này, mà có thể nhiều người khác tương lai cũng sẽ hưởng. Cái đó là cộng phước. Nhưng nếu có những cái gì nó không lành mạnh, chúng ta thu thập rồi chúng ta tu ra, thì cũng có người cộng nghiệp. Cho nên mình cứ làm và hồi hướng cho người thân của mình, vì đó là cái phương pháp Đức Phật chỉ dạy. Nhưng mà trước khi muốn hướng thì phải làm gì? Phải hồi. Hồi sáng mình nói đó, hồi trưa mình nói đó, muốn trước khi hướng thì phải hồi. Hồi lại coi mình có bao nhiêu mà hướng. Ví dụ như bây giờ mình đi ăn trộm đem về chia cho con, nó cộng nghiệp với mình. A Di Đà Phật, kính bạch đại đức, xin giải thích thêm một câu trong kinh Nhật Tụng: nhất niệm viên quang tội tánh không. Cái câu này nó nằm trong một cái bài sám có cái tên là sám ngã niệm. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao gì đó. Thì có lẽ là vị Phật tử này trích một đoạn, tại vì trong kinh Nhật Tụng có một cái nghi thức an vị Phật. Thì trong nghi thức an vị Phật có tụng một cái đoạn bài sám này, là trích ngang cái bài sám đó, thay vì tụng nguyên bài mà trích câu thôi. Từ cái đoạn ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm thế chí thánh hiền tăng, đồng chuyển quay quang phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, vô thủy kim sanh chư tội chướng. Thì tới cái câu gọi là nhất niệm viên quang tội tánh không. Bây giờ thắc mắc câu này. Nhất niệm tức là một niệm, viên là tròn đầy, quang là ánh sáng. Khi mình trở về được với cái chánh niệm tròn đầy của mình thì tất cả những cái tánh tội của mình nó tiêu hết.
Tội nó hai phần, tướng tội và tánh tội. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa thấy cái viết này Pháp Hòa thích quá, Pháp Hòa muốn lấy. Thì khi muốn lấy đó là tánh tội, thò tay lùa nhặt nó vô trong cái tay áo là tướng tội. Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị, mình thạch trở, mình thực hiện cái tướng tội á, thì cái gì nó khởi trước? Cái tánh tội nó khởi trước. Bởi vì nó khởi cái ý muốn thì nó đi tới hành động. Cho nên tu theo Phật á, là chỉnh cái tâm, sửa cái ý. Bởi vì tất cả hành động và lời nói là từ cái ý mà ra. Ý xấu là nói xấu và làm xấu, ý thiện thì nói thiện và làm thiện. Cho nên người ta thường nói tu tâm. Mà mình không biết tâm mình làm sao thì mình tu. Cho nên người ta thường nói tôi không có đi chùa, tôi không ăn chay gõ mõ như mấy ông mấy bà đâu, tôi tu tâm. Nói thì dễ lắm, nhưng mình không biết tâm mình nó là tham sân si mạn nghi ác kiến bi kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, thì làm sao mình biết nó làm sao mà tu? Nó vuông, nó tròn, nó méo, nó mập, nó lùn, nó cao, nó thấp, nó đen, nó vàng, nó trắng, nó đỏ, sao tu? Muốn biết tu tâm thì phải hiểu tâm mình để tu. Cho nên khi mà mình muốn biết được tâm hành của mình thì phải có cái ánh sáng của chánh niệm. Vừa khởi lên định lấy cái viết, nhớ trực lại hôm nay mình đang ở chùa nha, hay là mình thọ giới nha, mình nói ví dụ vậy đó. Và mình mới sám hối nha, có nhiều khi á, một tháng hai ngày đi chùa sám hối, 14 đi sám hối, mùng 1 sám hối, mà có khi rầm đi sám hối, vừa tụng thời kinh xuống đó cái giỏ mình để đâu ai thỉnh mất, mà chưa chắc là mất, lạc đâu đó là bắt đầu mình la ung sùm. Thì mình biết là cái đó là cái tánh, cái tánh sân mình nó còn. Vì cái còn sân cho nên hiện cái tướng sân, cho nên cái tánh tội là quan trọng. Một khi mình soi cái ánh sáng chánh niệm viên quang đó, thì cái tánh tội nó không khởi. Mà tánh tội không khởi thì tướng tội không khởi. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Khi mình uống nước, chánh niệm uống nước, uống không lo nghĩ chuyện khác. Cho nên có nhiều người á, người ta ăn người ta bị phỏng là tại vì người ta ăn mà người ta lo chuyện khác. Mà cái tật của mình là nó ngộ lắm. Thí dụ ngồi đây nhưng mà lo không biết tối nay mấy giờ xong, lát không biết có xe về không. Ngồi đây nhưng mà lo chuyện sắp tới. Một lát mà có xe mà vô trong xe đó ngồi rồi không có an trụ đâu, bắt đầu lo tiếp. Lát không biết về không có cằn nhằn không ta. Tức là thường thường á, thể mình ở chỗ này mình lo cái chỗ kia, đường tới cái chỗ kia là mình bắt đầu mình move on, mình lo cái chuyện khác. Cho nên cái chánh niệm mình nó không có viên quang. Viên là tròn, quang là sáng. Vậy quý vị hiểu được chỗ này ha. Tâm nhất niệm viên, chỉ cần một niệm thôi, tức là một khoảnh khắc nhớ nghĩ chánh niệm viên tròn thôi, thì tánh tội không khởi, tội tánh không. Thì cái câu kế là đẳng đồng pháp giới hàm thủ tịnh. Chừng đó mình sẽ cùng với cả pháp giới này đều được thành tựu. Cái bài sáng ngày Pháp Hòa có giảng cái bài này rồi. Mới giảng hôm rằm tháng 10 ở chùa Hải Đức. Bữa nào quý vị nghe. Hỏi tên gì không nhớ. Nhiều khi sanh con nhiều quá không nhớ đặt tên. À, chúng con ăn chay trường. Chúng con có thể ăn trứng, ăn phô mai, ăn bơ, ăn sữa được không thưa thầy? Chắc cái vị Phật tử này ốm lắm. Ở đây cũng có ý hướng bơ, uống sữa, phô mai. Ê, kính thưa đại chúng, ăn chay á, nó nói chạy ra từ cái chữ ăn trai. TR. Bởi vì chữ trai á, nghĩa là trong sạch tinh khiết. Cho nên mình mới đi lên chùa thọ bát quan trai. Thọ là tiếp nhận, bát là tám, quan là cửa, trai là giới, là trong sạch.
Tức là ngày hôm đó mình lên chùa mình thọ nhận tám cái giới này như tám cánh cửa thanh tịnh mở ra cho mình và đóng những cánh cửa khổ đau. Cho nên mình ăn chay có nghĩa là ăn cái trong sạch, cái tinh khiết. Mà cái trong sạch tinh khiết này là không chứa đựng hận thù chém giết. Cho nên ví dụ thôi, mình mà không ăn chay á, thí dụ bây giờ mình nói là mình muốn đi kho cá, nói cái câu đó thôi, khởi một cái niệm đó thôi, thì cái gì nó liên tới? Cách giết, phải không? Đập cá làm sao, đánh dậy làm sao, rồi kho sao. Cho nên ngày hôm qua mình nói thế nào gọi là vô lượng vô biên, về thời, về sự, về tâm, về cảnh, về người, năm cái đó gom lại để thành vô lượng vô biên. Tại vì mình khởi là chỉ khởi một niệm là muốn ăn cá thì những cái kia nó kế tiếp, cách thức sao, làm sao, vân vân. Cho nên một niệm mà sinh khởi thì vô lượng niệm nó sinh khởi. Giống như quý vị đi chợ, nói hôm nay tôi đi chợ Tân Phát, là bắt đầu cái tâm mình nó chạy ra chợ Tân Phát và bắt đầu nó có chuyện gì trong tâm, đúng không? Mình ví dụ vậy. Cho nên bây giờ á, mình ăn chay là làm sao tránh sự sát hại thôi. Còn cái chuyện mình á, đơn giản á, ví dụ như ăn phô mai, ăn trứng, ăn bơ, ăn sữa, không có sao cả. Tại vì cái đó nó đâu có giết chóc gì, không có sao cả. Còn ví dụ như mình ăn trứng thì ở đây là trứng nông nghiệp, trứng người ta do cái công nghiệp người ta làm cho nên không sao. Còn ví dụ như giờ những vị mà ăn tỏi, ăn hành, ăn hẹ rồi đó cũng thắc mắc ăn chay ăn tỏi được không, thì cái cách này nó có hai cách giải thích. Mình tu theo cái nào? Mình tu theo mật giáo hay mình tu theo hiển giáo? Mật giáo là người nào chuyên môn trì chú, tức là lấy pháp tu trì chú làm cái pháp tu căn bản mỗi ngày cho mình, thì người ta cử cái này. Tại vì tỏi hành nữa nó hôi, mình ăn nhiều thì hơi miệng mình nó hôi, mồ hôi mình nó hôi, thì chư thiện thần không dám tới gần để hộ cho mình. Đó là ở cái trên với cái người tu mật giáo. Còn bây giờ cái người tu hiển giáo, tức là nghe pháp, học kinh giống mình vậy nè, nghe rồi hiểu rồi ứng dụng tu hành, thì mình không có quan trọng cái này. Nhưng mà đặc biệt là đối với người xuất gia thì chúng ta giảm. Bởi vì trong cái, mặc dù trong hành tỏi nó có nhiều cái chất đề kháng bệnh, nhưng mà ngược lại thì nó cũng nhiều cái chất kích thích tố, cho nên người tu giảm. Chứ chúng ta không tuyệt. Thí dụ như mình đi chợ chủ động mua tỏi về ăn thì không mua. Nhưng mà lỡ trong cái món ăn nào đó nó có một chút, không sao. Ăn chay là làm cho cái tâm của mình nó rộng mở ra, cũng đừng có chắc trước chút chút đó, thì nó làm ra cái hình thức ăn chay mình nó bị người ta không thoải mái. Ăn như thế nào để chúng ta có được sự nhẹ nhàng trong khi ăn? Và những vị nào mà nhìn cái người mà ăn chay đó mà mình chưa thoải mái đó thì cũng thông cảm một chút, tại quý vị chưa thông. Phải qua ví dụ như hôm nào mình đi ăn với bạn, những người bạn mình chưa có ăn chay được, mình cứ tự nhiên mình ăn chung với người ta, xưa sau giờ vậy. Để bữa nào ăn chay cái sách ra góc ngồi, mình ăn chay. Cái ta nghe mình ăn chay, cái chữ chay của mình ta cũng chờ nữa mà ta chè. Đó, thành thử ra nhẹ nhàng. Ăn làm sao cho nó nhẹ nhàng là mình tu dỗng. Tụng kinh niệm Phật cũng vậy. Mình muốn niệm sao niệm? Người ta chưa có thoải mái với tiếng niệm Phật của mình niệm trong tâm có sao đâu. Trì danh niệm Phật, cao thanh niệm Phật không được thì mình bật niệm, không sao hết, nhẹ nhàng. Phong Hòa đi lên máy bay có Hòa ngồi và lần chuỗi mà con tay nào không biết mình đang lần chuỗi đâu. Đâu cần cầm sắp chuỗi lên đưa vậy đâu. Nhẹ nhàng.
Xin hỏi những lời giảng dạy chỉ dạy của các vị thích thượng tọa và đại đức có dẫn và giúp cho quý Phật tử thoát được tam giới không? Phải đáo trở lại luân hồi cõi ta bà này không? Câu hỏi là nếu mình nghe giảng của chư vị thượng tọa đại đức thì mình có thoát được luân hồi không? Xin thưa đại chúng, nghe là một chuyện, còn tư tu nữa làm chi? Cái này mới được có một phần thôi là nghe thôi, nhưng mà phải suy nghĩ rồi phải tu nữa thì mới hết luân hồi phải không? Mình mới có văn huệ thôi, mình còn thiếu tư huệ, tu huệ chưa được. Nghe không chưa đủ, nhưng mà có nghe đỡ hơn chưa? Nhưng mà đừng có nghĩ rằng nghe mỗi ngày nghe nhiều cái mai mốt không có luân hồi. Bây giờ nói một chút chữ luân hồi. Luân là gì? Là một cái vòng tròn. Hồi là đáo lại. Luân hồi có nghĩa là mình lọt vô cái vòng đó rồi mình đáo lại. Đáo lại là vòng. Luân hồi nó có 6 chỗ: cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, 6 chỗ. Mình đang ở cõi nào? Ở cõi người. Nhưng mà trong cõi người mình có những người cao hơn người mình không? Có những người đời sống như chư thiên, có những người đời sống như địa ngục, có những người đời sống như tu la. Tu la là sân hận giận dữ gây gỗ tối ngày đó, là cảnh giới tu la. Có những người đời sống nhẹ nhàng như cõi trời. Mình đây nè, mỗi ngày mình cũng luân hồi, không phải mình không biết. Sáng thức dậy tâm hồn mình phơi phới cái nhìn cõi trời, đi ra rồi gặp ổng, mình không uống cà phê chưa? Ổng bảo tôi pha, tôi uống mình, bà uống bà tự pha. Cái bắt đầu mình nổi giận rồi đó. Thí dụ vậy đó, cho nên tự cõi thiên mình expect đi ra có ly cà phê liền. Tưởng là sao ra cái ổng giận cho anh công, bà uống bà tự pha. Cho nên là mình nhào xuống dưới này như chút xíu. Đâu rồi mình đã bực rồi nha. Lát nữa rồi cái đi ra đường người ta trễ hẹn, trễ xe gì đó, vô hãng ta làm gì đó. Cho nên mỗi ngày mình luân hồi dùng dòng dòng. Cho nên nghe pháp đó, nó chỉ được có cái phước là thanh lọc, tăng trưởng trí tuệ gì đó. Nhưng mà không tu thì cũng vậy. Lúa ngô là cô đậu nành là ăn dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan là nàng, dưa hấu là cậu, lúa ngô cô đậu nành ăn dưa chuột ruột dưa gan nàng, dưa hấu cậu, lúa ngô đi dầm dầm. Thưa Thầy, con thường nghe quý Thầy giảng ánh sáng của Phật Di Đà soi khắp vô lượng vô biên thế giới. Theo con được biết, điều nguyện thứ nhất của Phật Dược Sư cũng soi vô lượng vô biên thế giới. Xin Thầy giảng về ánh sáng của Phật Dược Sư. Vậy là vị này chưa nghe cái bộ Tỏa Ánh Lưu Ly 22 dĩa. Tỏa Ánh Lưu Ly là có bài giảng về bộ kinh Dược Sư 22 dĩa. Quý vị tìm bộ này nghe cũng được. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa nói Dược Sư. Dược là thầy thuốc, Dược Sư là thầy thuốc. Dược là thuốc, Sư là thầy. Dược Sư là ông thầy thuốc. Mà muốn làm thầy thuốc thì mình phải biết mỗi bệnh của chúng sanh mà mình cho. Cho nên ánh sáng của Dược Sư có nghĩa là mình thẩm thấu được từng cái cơn bệnh của những người xung quanh mình mà cho thuốc. Có một hôm đó, Thiện Tài đồng tử được Phổ Hiền Bồ Tát biểu đi ra ngoài rừng tìm một cái gì không phải là thuốc đem về. Thì cuối cùng Ngài về tay không, vì Ngài nói rằng trong thế giới vũ trụ này không có cái gì mà là thuốc đó. Hôm sau Bồ Tát lại bảo ông đi ra ngoài đường, ông tìm cho tôi cái gì là thuốc ông đem về. Ngài không đem gì về hết. Hỏi tại sao vậy? Nói dạ tại con thấy cái gì cũng là thuốc, cho nên hãy lấy cái này bỏ kia không được, cho nên thôi đi tay không về cho nó khỏe. Cái câu này nó thâm sâu lắm. Nếu chúng ta biết ứng dụng thì một cái chào hỏi cũng là thuốc. Mà nếu chúng ta không biết ứng dụng, chúng ta vì cái bản ngã, vì cái
gọi là vì cái tự cao của mình không làm gì hết cho nên không có gì là phúc. Bây giờ người ta không chào mình cứ chào người ta một tiếng đi, đó là phúc rồi. Bởi vì cái tiếng chào đó biết đâu nó đã hóa giải vô lượng cái ân quán của mình với người ta. Tại sao không chào? Mà chào là cái nhân cách của mình, còn người kia có đáp hay không là chuyện của người đó. Còn mình phải làm cái nhân cách của mình là gặp người thì chào. Cho nên là dược sư. Có nhiều khi mình đi làm về, mình làm một cái việc rất đơn giản thôi, máng cái áo lên, xếp đôi giày lại, dỡ nồi cơm ra, thấy nồi cơm hết, vo dùng cho vợ nồi cơm. Rồi thấy một xinh chén, rửa dùng cho vợ. Đâu có cho bà vợ viên thuốc nào đâu, bằng lát bà về bà uống mấy viên. Tại vì bà thấy cơm rồi nè, chén sạch nè, thoải mái vô nhà bếp nấu ăn. Nhìn vợ thấy vợ đang lăn xăng, tới giờ cơm mà chưa xong, xuống phụ dọn dùm cái chén, bưng dùm cái tô, sắp dùm cái hũ, cho thuốc rồi. Thuốc mà không thuốc gì hết. Quý vị thấy dược sư chưa? Vì đâu mà cho được thuốc đó? Vì dược sư có ánh sáng, biết nhìn và biết cho thuốc. Nhiều khi mình thấy người ta bữa nào rầu rầu đừng có giỡn, nghiêm túc. Tại nhiều khi ta đang có những cái chuyện buồn rầu mà người ta chưa nói ra, mình giỡn mình đùa đó, khi mình làm cho người ta thêm phiền muộn. Lúc nào giỡn mới được giỡn? Dược sư. Hôm qua có bà nghe kể một câu chuyện, có cái anh đó, anh lên xe anh không có thèm nói chuyện với người ta. Người ta mới nói anh sao lên xe anh không nói gì cho nó vui. Anh nói tôi nói chuyện vô duyên. Cô này năn nỉ riết, anh nói chuyện đó, anh nói tôi nói rồi, tôi không có chuyện nói mà tại chị biểu tôi nói, nãy giờ tôi nhìn thì tôi thấy chị xấu quá. Đi ra thì bạn tiễn tới cửa đó, anh bữa nay gia đình tôi tiếp đãi anh có chuyện gì không mà anh có vẻ không nói gì hết. Dạ trước khi đi vợ tôi dặn không được nói, cho nên bây giờ tôi không nói. Ủa sao rồi cái đó? Nhưng mà thôi anh hỏi thì để tôi nói. Nãy giờ tôi ngồi tôi ăn tiệc ở nhà anh chúc thọ cho bà già, mà tôi thấy má anh cũng lớn tuổi rồi, tôi đang lo nữa bà chết không biết sao khuyên ra. Quý vị thấy dược sư không? Dược sư là mình cho thuốc và mình phải cho đúng chỗ, đúng nơi. Biết Phật Pháp cũng vậy, không phải đụng đâu nói đó. Cái đó ta kêu thuyết Pháp chợ đen. Pháp phải cầu mới nói. Ví dụ người ta không ấy mà tự nhiên, thí dụ mình muốn khuyên người ta mình phải lựa, tùy người mình nói. Cũng đành một cái bài pháp thôi, ý tứ nó giống nhau, nhưng mà chữ nghĩa mình thay đổi để cho người ta không có cảm nhận là mình đang thuyết pháp. Phải không? Cho nên pháp vốn không là pháp nếu mình biết dùng. Không có gì pháp nhưng mình nói hồi thành ra pháp. Kính thưa thầy, gia đình con ăn mặn, tức là muối nhiều nữa chắc rồi. Nhưng con ăn chay một tuần và ăn mặn một tuần, vậy con có nên ném mặn khi ăn chay không? Thì cứ ném đi, thấy nó mặn là được rồi. Kính thưa đại chúng, mình ăn chay là chuyện của mình, nhưng mình nấu cho gia đình là bổn phận. Đã nấu thì phải nếm, không nếm thì làm sao người ta ăn. Vì vậy cho nên quý vị cứ nếm bư thường không có sao hết. Nếu mình ngại thì nếm vừa ăn rồi mình nhả ra, mà lỡ có nuốt cũng đừng nó thơ lỡ rồi làm luôn nha. Nhiều người vậy lắm,
sáng mùng 1 ăn chay có thấy con cái nó ăn gì ngon ngon cái thử một miếng xong cái nhớ trực trời ăn chay, thôi má lỡ rồi má xe với con. Cái này là lợi dụng. Nếu mình ăn chay mà lỡ mình bốc một miếng thức ăn mặn mình ăn, nhớ trực mình ăn chay, trở lại ăn chay chứ đừng theo trớn đó mà ăn mặn luôn. Quý vị hiểu không? Cái đó gọi là nhất niệm viên quán. Một giây phút nào mình tỉnh trở lại thì giây phút đó mình hồi đầu, vậy thôi. Cho nên khổ hải vô biên hồi đầu thiện ngạn là cái chỗ đó. Một giây phút nào mình tỉnh thì giây phút đó mình quay đầu. Còn cái chuyện bổn phận của mình đối với gia đình là trọn chứ không thể thiếu. Không vì sự tu hành mà thiếu bổn phận với gia đình. Mà người nào mà vì sự tu hành mà thiếu bổn phận gia đình là chưa hành đúng lời Phật dạy. Phật không bao giờ dạy chúng ta là Phật tử tại gia mà làm việc đó. Ăn chay tuần được là tốt rồi. Thưa Thầy, con quy y, phái quy y sao không để tam quy ngũ giới mà lại để tứ đại nguyện? Nguyện đời đời kiếp kiếp, một làm hành giả kinh Pháp Hoa, hai thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, ba là quảng truyền lưu bố kinh Pháp Hoa, bốn là tu học nhân hạnh kinh Pháp Hoa. Xin Thầy giải thích. Xin thưa cái vị nào có cái tờ giấy này á, thì đây không phải là chứng điệp quy y. Cái chứng điệp quy y mình thọ tam quy ngũ giới là khác. Còn cái giấy này là cái giấy mà chúng ta tu theo một cái pháp môn ở nước Việt Nam. Có một vị hòa thượng là truyền bá giảng giải kinh Pháp Hoa. Cho nên là cái tông chỉ của người ta là truyền bá Pháp Hoa, giảng diễn Pháp Hoa, tu pháp kinh Pháp Hoa và thọ trì kinh Pháp Hoa. Cho nên cái tờ giấy quý vị nhận đó là cái giấy chứng nhận và khuyến khích mình tu theo kinh Pháp Hoa, chứ không phải là điệp quy tam bảo. Còn mình quy tam bảo là vẫn thọ tam quy Phật, Pháp, Tăng và giữ năm giới đầy đủ. Còn đây là cái pháp tu của mình, chứ đừng có lầm đây là cái giấy quy y. Cái này là cái chứng điệp mà chúng ta theo một cái tông phái chuyên hành trì kinh Pháp Hoa. Kính bạch Đại Đức, cho con kính hỏi một điều rai rứt trong lòng con bấy lâu. Hồi hộp rồi đó. Trước đây khi phụ thân con qua đời là ngày làm lễ an táng cho phụ thân con, thân bằng quyến thuộc họ hàng bạn bè có cúng viếng một số tiền. Sau lễ tang con dùng số tiền đó trả nợ cho bản thân mình, không dùng vào việc làm phước cúng dường. Nay sang Mỹ con rất hối hận cho tội lỗi của mình, kính Đại Đức chỉ dạy con làm sao để sám hối. Thì bây giờ bù lại đây. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề mà người ta phúng viếng cho mình á, quý vị đừng có ngại là mình bị tội lỗi hay thiếu nợ gì trong cái việc này. Bởi vì mình sống á, thủy chung con người mình sống có trước có sau, có nhân có nghĩa. Cho nên mình sống có hàng xóm, có bà con bạn bè, khi mình hữu sự thì người ta đến với mình và người ta bày tỏ tấm lòng trợ duyên cho mình trong một phút nào đó, một cái khoảnh khắc nào đó, một cái giai đoạn nào đó để mình qua được cái khó khăn này. Không có nợ nần gì hết mà quý vị đừng có lo. Vì đây là cái tình nghĩa của người sống đối với người sống và người sống đối với người chết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị làm phước thì cũng là làm phước, thì trả nợ cũng là người ta giúp cho mình mà. Người ta giúp cho mình thì mình cứ dùng cái đó. Trong cái thí dụ bây giờ mình không đem trả nợ mà đem đánh bạc, không? Hay là mình đem đi làm cái việc không đúng, thì cái này mình mới lỗi là mình người ta giúp mà mình không có nhận cái tiền đó mình dùng đúng. Còn bây giờ mình có nợ mình trả, tức là mình người ta giúp cho mình qua được cái cơn khổ nạn trong gia đình của mình, là mãn nguyện của người tới phúng điếu. Cho nên quý vị đừng có ngại gì trong cái vấn đề nhận phúng điếu. Có nhiều người sợ phúng điếu là mang nợ, rồi sợ người mất mang nợ, sợ người sống mang nợ. Không có nợ nằm gì trong cái chuyện này hết.
Bây giờ quý vị không nhận phúng điếu, người ta đi một vòng hoa bộ mình không nợ sao? Mình cũng nợ người ta vòng hoa mà nhiều khi còn nhiều tiền hơn nữa. Thí dụ bây giờ thay người ta đi 50, mà giờ mình không nhận điếu mà cái vòng hoa 50 nhìn coi sao được, cái ta phải mua 100. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi cái vòng hoa đó rồi cũng xong, đâu có giải quyết được cái gì cho mình. Cho nên người ta đi hoa cũng được, người ta đi trái cây cũng được, người ta đi tiền cũng được, không sao hết. Cái này là giữa cái con người mình sống, cái tình vậy thôi. Đừng có ngại cái chuyện này, phải không? Còn nếu bây giờ mình cảm nhận được á, ngày xưa những người đó đã giúp đỡ cho mình vượt được cái cơn nghèo khổ để trả cái nợ đó, bây giờ có tiền đó, phải không? Mình ứng dụng cái tiền của mình bố thí, mình làm lành, và mình có khởi niệm lên xin hồi hướng cho những người ngày xưa đã từng giúp đỡ tôi qua được cơn khổ nạn, được hết, không có sao. Giống như quý thầy á, có một số quý thầy hồi nhỏ sinh ra mẹ mất sớm, rồi đâu có được mẹ nuôi đâu, thì dì hay là cô ẩm đi khắp làng khắp xóm để xin sữa xin thức ăn. Lớn lên thầy đi tu, thầy đâu có biết ai mà thầy nợ ngày xưa đâu, nhưng mà thầy làm cái việc phụng sự chúng sanh là thầy đã đền ơn pháp giới chúng sanh rồi. Trong đó có những người đã thọ ơn thầy đã nhận ơn, cho nên không có sao hết, quý vị đừng ngại chuyện này. Con có một câu hỏi là nếu mình tụng kinh Phổ Môn, sám hối hồng danh, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề mà không thỉnh chuông mõ, chỉ tụng không thôi, có được công đức gì không? Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái việc này, tụng kinh là chính, chuông mõ là phụ. Cái chuông cái mõ chẳng qua là nó giúp cho mình tụng nhịp nhịp nhàng, có âm điệu, đặc biệt là khi chúng đông. Đại chúng đông thì chúng ta phải có một cái nhạc điệu để làm cho đại chúng cùng tụng với nhau. Còn mình tụng một mình không cần chuông mõ. Còn nếu muốn sử dụng chuông mõ thì sử dụng để cái tay của mình nó quen, tiếng tụng mình nó thuần, mai mốt mình vào chùa mình cũng tụng quen với đại chúng. Còn nếu lỡ ở một hoàn cảnh nào đó mình không dùng chuông mõ cũng không sao. Chẳng hạn như bản thân Pháp Hòa là tối Pháp Hòa trì kinh, nhưng mà không bao giờ Pháp Hòa dùng chuông mõ. Ban đêm Pháp Hòa lại Phật trì kinh và Pháp Hòa trì âm thầm vậy. Thì không có sao đâu, chuông mõ là cái phụ thôi. Cái âm thanh đó để dẫn chúng tụng cho nó nhịp nhàng. Bởi vì á, mình á, tụng á, là mình đa âm. Đa âm tức là nhiều cái âm giọng. Cho giờ không có chuông mõ thì nó lõn chỏn. Cho nên phải có tiếng chuông, tiếng mõ để dẫn dắt mọi người tụng cho nó nhịp nhàng vậy thôi. Cũng giống như quý vị nào mà ở nhà mà thọ bát quan trai đó, thấy không? Mình ở nhà thọ bát quan trai á, mình tới giờ cúng quá đường á, thì mình muốn thì mình bưng chén cơm lên cúng dày, tay mình bắt ấn cúng dày. Ở nhà có một mình bưng dày, thì nhiều khi mình kẹp chuông, kẹp mõ, mình làm nó không có cần. Cái chuông mõ là phụ, vậy thôi à, chứ đừng có lo, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Mà không có gia giảm hay không có bớt khi mình không dùng chuông mõ. Không phải là có chuông có mõ cái mình tăng được 10%, là không có chuông có mõ cái Phật giảm mình xuống 10%, không có quan trọng chuyện chuông mõ. Kính bạch thầy, hoan hỷ dạy cho con đêm ma, đêm ma gõ cửa xin thầy chỉ dạy. À, tức là con ma nó gõ cửa mình đó hả? Đêm ma ban đêm á, đêm ma gõ cửa xin thầy chỉ dạy cho, tức là chỉ cho nó gõ hay sao? Kính thưa đại chúng, bây giờ nói chuyện ma. Có ai sợ ma không? Ma nó có bốn loại. Ma nghĩa là gì? Nói tắt là ma, nói đủ là Mara. Mara chứ không có ma vô. Tiếng Phạn là Mara. Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là đoạt mệnh. Đoạt mệnh là gì? Tức là con ma này nó đoạt đi cái mạng sống trí tuệ của mình. Ma này nó có bốn loại.
mà chết, mà trời, mà ngủ ấm, không? Và ma phiền não. Ma trời á, có nghĩa là nó khuyến dụ mình bằng nhiều lời lẽ rất hay, nó làm cho mình xa rời sự tu hành. Nó hay lắm. Thí dụ như tối hôm nay đi nghe pháp, mình biết là lâu lâu mới có lần, nhưng mà rồi người ta cũng nói với mình là lễ Noel sắp đến rồi. Bữa nay cái shopping đó nó sale mà chị không đi là mai nó hết. Rồi á, chị á sẽ bị trả tiền rất nhiều khi chị mua quà tặng lễ Noel này. Còn thầy ổng giảng nó lo gì, băng có thâu mà. Lỡ cái chuyến sale mình mới nhiều tiền, chứ còn băng sale nhiều chùa cho free. Đừng có trời ơi, thiên mang nói ngay. Thiên mang tức là ma này là một sự cản ngăn, mà nó có cách nó nói, đó là thiên ma. Còn tử ma là ma chết, ma chết nó nói trời ơi thấy không, chính chiên là chết cũng ra cho, lẳng lơ rồi chết cũng giống nhau vậy thôi. Thì bây giờ là nó kiểu mình khỏi cần tu. Mình tu cũng chết, không tu cũng chết, thì mình chết cho phong lương, tức là ăn chơi. Đó là tử ma nó bảo mình sợ chết, thì nó biểu mình làm cái gì đó để đừng có nhớ. Phiền não ma là như hồi sáng mình học chữ phiền não vậy đó. Thì nói chung lại là ma là gì? Là những gì nó cản trở mình là ma, chứ còn không phải là ma tóc dài, không phải là ma ma có răng nanh, là có lưỡi dài, không phải. Ma này là tự trong, nó có phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma. Còn thí dụ bây giờ lỡ ban đêm mình nghe tiếng ai gõ cửa đó, thì mình sợ thì mình khấn đi, mình tụng kinh, mình hồi hướng cho người ta. Pháp Hòa có gặp một cái bác này, năm đó bác 80 mấy tuổi, thì bác mới kể cho Pháp Hòa nghe là khi bác làm lơn xe đó, thì vô tình bác đã biểu ra dấu cho ông tài xế xe đó lui xe, thì vô tình đụng chết một người. 30 năm ở nước ngoài là cái oan hồn đó theo bác đủ, không có đêm nào bác ngủ được. Thậm chí bác muốn một cái chung cư mà cái phòng của bác là ở ngay cái vách bên ngoài, mà ngay đầu nằm vẫn gõ, chứ không phải là bác ở giữa rồi hai bên có hai phòng rồi bác nghĩ là bên kia ta phá bác. Thì bữa đó bác sợ quá, bác mới lên, thì bác mới Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ bác làm một ít thức ăn đi. Thì Pháp Hòa lên cúng cho, rồi Pháp Hòa chỉ bác cách lại sám hối và niệm Phật hồi hướng cho cái oan hồn đó. Thì bác mới nói rằng mỗi đêm bác lại Phật. Thì bác lớn tuổi rồi, bác đâu có tụng gì nhiều nữa, bác lại Phật Di Đà đêm 108 lại. Cứ Nam Mô Di Đà Phật một lại, mà trong khi bác lại là bác nguyện cái vị mà oan hồn mà ngày xưa tôi làm lơ xe, tôi đã vô tình làm quý vị phải thiệt mạng, xin quý vị cùng tôi mà sám hối, trì chú vãng sanh để giải cái oan nghiệp này. 30 năm rồi quý vị theo tôi, quý vị cũng đâu được gì. Khuyên vậy thời gian mới hết. Như vậy thì nhiều khi chúng ta cũng nghe được những cái tiếng lạ gì đó, quý vị khấn, quý vị tụng kinh, quý vị hồi hướng cho những cái vong linh vất vưởng, có thể người ta không có nơi nương tựa, người ta không có ai tôn thờ, không có người tôn thờ thì gọi là vô tử, không có chỗ nương tựa thì là vô ý, vô tử vô ý. Rồi lâu ngày thì cái hồn này nó vất vưởng, nó thành cô hồn. Cho nên chiều nào chùa cũng cúng cô hồn là vậy. Cho những vong hồn vất vưởng không có nơi nương tựa, giờ đó nghe lời mời thỉnh về đó mà dùng thuyết pháp thọ thực. Thì bây giờ nếu quý vị mà có những cái vong linh nào theo mình, người ta chưa hại gì mình, thì mình biết là người ta vẫn còn có thể nghe lời khuyến hóa của mình, cho khuyến hóa cho mình làm. Kính thưa thầy, con là người đạo Chúa, bình thường con đi nhà thờ, nhưng tối về con lại nghe mấy thầy giảng pháp.
Như vậy có tội không thưa thầy? Kính thưa đại chúng, là mình nghe pháp đó, cũng giống như mình tiếp nhận những cái chất bổ dưỡng làm cho đời sống tâm linh và hàng ngày của chúng ta thêm được cái sự năng lượng và lành mạnh. Mình theo, mình có niềm tin với bất cứ tôn giáo nào không có sao hết, vì đó là cái gốc của mình. Còn mình nghe thêm những lời giảng trong Phật pháp và mình tiếp nhận cái chất bổ dưỡng tưới cho cái gốc của mình, nó thêm lành mạnh tốt tươi không có sao hết. Mỗi tuần thứ sáu là Pháp Hòa 20-30 người Mỹ, có khi lên đến 50-60 người Mỹ, họ đến với Pháp Hòa mỗi tuần để mà ngồi thiền, để mà nghe pháp. Có nhiều khi họ vô ngồi là ông linh mục, là ông mục sư mà mình không biết. Tới hồi xong xuôi rồi, ông mới đến nói với Pháp Hòa là xin thầy thỉnh giùm tôi một cái chuông giống của chùa. Pháp Hòa hỏi chi mà thỉnh to vậy? Ông nói tại vì tôi là ông mục, ông linh mục ở nhà thờ. Tôi thấy ngồi thiền hay quá, tiếng chuông hay quá, cho nên tôi nhờ thầy thỉnh giùm để mỗi ngày, mỗi tuần lễ tôi làm lễ xong, tôi cho con chim tôi ngồi thiền. Rồi bữa nọ nhân cái dịp lễ lễ Good Friday, tức là ngày lễ mà Chúa hy sinh đó, ông mời Pháp Hòa với các chú tiểu lên nhà thờ của ông trình diễn một bài kinh Phật giáo. Mình đem chuông, đem mỏ, đem khánh, đem linh, đem tan rồi lắc cho họ nghe. Như vậy thì đại chúng thấy á, người ta đến với mình không phải vì tín ngưỡng. Ai cũng có niềm tin hết rồi, bây giờ là thêm cái này để có chất bổ dưỡng. Mình theo Phật giáo là quan trọng là vì trí tuệ, chứ không phải thuần nhất là một cái tin. Cho nên không có sao hết. Mà Pháp Hòa rất biết nhiều Phật tử đạo Chúa, đạo Tin Lành nghe rất nhiều bài giảng, vì các vị tiếp nhận được những cái lời này để mà nâng đỡ, nhắc nhở mình thôi, có sao đâu. Có nhiều khi mấy vị này còn giỏi hơn Phật tử mình nữa đó. Pháp Hòa có một đạo hữu, ông là một người trong ca đoàn trong nhà thờ, một người dạy giáo lý cho thiếu nhi trong nhà thờ, mà ông lên ông quy y. Ông quy y xong hết rồi ông mới nói với Pháp Hòa là con là một vị trong ca đoàn. Pháp Hòa nói tốt, tiếp tục ca, mỗi tuần cứ đi dạy giáo lý. Nghe băng giảng của Pháp Hòa mà nghe băng nào xong ngồi chép tay lại hết, rồi gửi qua email cho Hoàng Hoàng. Đây là những thành quả mà những bài giảng con đã thu nhận. Có những người Mỹ đi nha chùa mỗi tuần nha, mà tuần đem vô cái thánh giá nha. Đâu có sao đâu. Pháp Hòa vẫn tổ chức lễ Noel ở chùa mỗi năm một lần. Tại vì những người Tây Phương họ đến với mình, thì cái lễ Giáng sinh là cái lễ rất phổ thông ở trong cái truyền thống Tây Phương. Mình sống ở đất nước phương Tây, mình phải hội nhập. Tại sao người ta mặc áo dài khăn đóng, người ta đi Tết cổ truyền của mình, mà mình sống ở xứ người ta có cái lễ Giáng sinh, người ta ăn Tết Tây, mình không có dự. Cho nên Pháp Hòa vẫn tổ chức lễ Giáng sinh cho người Tây Phương bằng một cái hình thức là potluck, thức ăn chay, mỗi người nấu món đem vô rồi ngồi thiền trước, ngồi thiền 30 phút xong rồi giảng, nói nhắc nhở thăm tại chúng trước ngày Giáng sinh, rồi đi xuống ăn cơm trong im lặng chánh niệm trong 20 phút. Im lặng chánh niệm ăn cơm 20 phút rồi nghe 2 tiếng chuông bắt đầu ngồi chia sẻ, và sau cùng là lên ngồi xung quanh chánh điện ca thánh ca, hát nhạc Giáng sinh, và sau đó là truyền cái đèn đi xung quanh. Cái đèn này được truyền thừa từ Phật, từ Chúa, mỗi người chúng ta có thể tiếp nhận. Thật ra cái vấn đề không phải là ở cái tôn giáo, tại vì mình chưa có, cái lòng mình nó chưa có được gần, cho nên quý vị cứ nhẹ nhàng không có sao hết. Có những người đạo Chúa ta đến chùa ta giúp việc,
giúp xong rồi ta ăn cơm, thể theo truyền thống ta làm giống. Mình nhẹ nhàng, việc đó càng tốt. Bởi vì như vậy chứng tỏ người tín đồ này không có mất gốc. Phật tử mình làm được không? Ta làm được, mình làm được. Không có ngại ngùng gì khi phải chắp tay trước khi ăn. Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Có sao lắm. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, có rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham và tâm ăn uống không chừng mực. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể, lòng từ bi và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thành tựu con đường tu học độ đời nên con nhận thức ăn này. Đó là năm điều quán nguyện người Phật tử học khi ăn. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, một người thời còn trẻ cho đến 60 tuổi đã cống hiến cho Phật pháp và người xung quanh rất nhiều điều lợi ích, nhưng con không hiểu sao lúc về già lại đổi tánh hoàn toàn trái ngược lại, luôn luôn nghi xấu người khác và sống ích kỷ, nghi ngờ và thích tiền. Cái này thì do cái nghiệp. Cái nghiệp này trong kinh gọi là cái hậu báo. Cái báo, quả báo mình nhận nó có ba cách. Có khi đời này mình tạo, mình liền hưởng trong đời này. Có khi đời này mình tạo mà mình phải hưởng ở đời sau. Và có khi đời này mình hưởng không phải do đời này mình tạo, mà cái do cái nhân của đời trước. Cho nên vị Phật tử này đời này làm rất nhiều điều lợi, nhưng mà ở trong cái hiện tại. Còn cái gì mà nó tích lũy, tại vì á, nghiệp á, nó có một cái chủng tử ở trong lòng. Khi đến đủ giờ giấc thì cái chủng tử nó mới lên. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, trong đứa con nít nó có cái tính dục không? Nó có cái chủng tử của dục không? Còn nhưng mà tới tuổi nào thì cái hạt giống dục đó nó mới nảy mầm, nó đi lên. Đến một cái lúc tuổi 13 bắt đầu. Còn trước đó nó không có. Mình thương nó, mình ôm nó không có khởi tâm. Bắt đầu 13 tuổi trở lên là cái hạt giống dục ở trong nó bắt đầu sanh. Cho nên mình ôm nó hay nó có cái cảm giác khác. Vậy cho nên á, cái chủng tử dục. Pháp Hòa kể câu chuyện này. Có cái sư cô đó, cô tu 40 năm. 40 năm tu mà sắp chết, cái ước nguyện cuối cùng của cô là được ăn một muỗng nước mắm. Thì mình sẽ thắc mắc là tại sao cô tu 40 năm mà bây giờ cuối cùng lại thèm nước mắm. Nhưng nếu mình hiểu Phật pháp á, thì mình sẽ hiểu rằng cái đó không phải là cái mới, mà cái chủng tử nó nằm ngủ trong cô đã 40 năm rồi. Tới cái giây phút này cái chủng tử đó nảy mầm. Cho nên những người mà người ta đổi những cái tâm đó không phải là cái nghiệp, đó là những cái chủng tử, tích lũy chủng tử nó nằm ở trong đó. Tới cái giây phút nào, cái độ tuổi nào và cộng thêm cái nghiệp lực nào, cái hoàn cảnh nào, tự nhiên cái đó nó xong. Nói tự nhiên có nghĩa là mình nói vậy thôi, chứ thật sự nó đã có sẵn và bây giờ nó lớn. Thì trường hợp những vị như vậy á, mình phải thương và giúp đỡ bằng cách là tìm cách khuyên giải, hoặc là mỗi ngày mình tụng kinh, mình hồi hướng cho vị này và cố gắng tạo những hoàn cảnh sống để nó giảm thiểu những cái nghi ngờ cho cái vị. À, kính thưa thầy, nghe thầy giảng thường nhắc tới những chú tiểu thầy nuôi ở chùa, vậy họ là ai? Có phải con em Phật tử gửi vào chùa tu hay là trẻ mồ côi? Dạ không, mấy em này là có cha có mẹ đàng hoàng, nhưng tại các em thích tu thì các em vô chùa nó ở vậy thôi, chứ nó là con cưng không đó, con một không à. Làm sao để dẹp tánh giải đãi? Thí dụ
Hôm nay chùa có khóa tu 8 giờ, trong lòng muốn đi nhưng lại nghĩ thôi để chiều đi luôn. Rồi chiều thì 2 giờ có khóa giảng, vậy mà 2 giờ 45 mới vô sinh hoạt. Vừa tới thì buổi giảng sắp xong. Tự trách sao tánh lại còn như vậy, nhờ thầy cho lời khuyên. A Di Đà Phật. Bây giờ nói hai chữ giải đãi. Giải là gì mà đãi là gì? Khi thân mình mỏi mệt là giải. Cái tâm mình nó chiều theo cái thân mỏi mệt kêu đãi. Ví dụ như mình nấu ăn nguyên ngày rồi mỏi quá rồi là giải đó nha. Cái nó nói nhắm mắt cũng nghe, mở mắt cũng nghe, thôi nhắm đi nghe cho nó khỏe. Nhắm xong hồi thì nó đi đâu? Nó đi luôn. À, thân mình mệt mỏi là kêu giải, tâm mình chiều chuộng theo thân kêu đãi, giải đãi. Bây giờ á, mình muốn không giải đãi thì mình phải tinh tấn. Tinh nghĩa là mình tin tường sự việc. Tấn là mình siêng năng đi tới. Mình tin tưởng cái việc đó nó đúng cho nên phải siêng thôi. Thật sự ai cũng có con ma giải đãi. Quý vị biết hồi nhỏ Pháp Hòa trị cái bệnh giải đãi của Hoàng sao? Con nít 14, 15 tuổi nó ham ngủ lắm. Mà nghe đồng hồ reo mà thức dậy công phu là sẵn cái đồng hồ là mình ụp nó xuống một cái là mình ngủ tiếp. Mình nướng một chút thôi nhưng mà nó lúc tới khét luôn. Thì Pháp Hòa mới để cái đồng hồ reo đó, nó ở cách Pháp Hòa đằng kia. Để khi nó reo lên đó, là mình muốn tắt nó là mình phải bước xuống giường mình đi. Mãi bước xuống giường đi là mình tỉnh. Đó là một trong những cách. Còn Phật dạy trong kinh đó nha, cái người mà làm biếng là có 8 cách bào chữa. No quá, đói quá, lạnh quá, nóng quá, buồn ngủ quá, khát quá, rốt cuộc không có gì có bệnh trận. Phật dạy trong kinh này. Cho nên bây giờ muốn giải đãi, muốn trị cái giải đãi là phải siêng năng. Cái này là cũng phấn đấu dữ lắm. Nó nói hay lắm. Thôi tu cả tuần rồi nghỉ đi không sao đâu. Nó nói hay lắm, thiên ma lắm. À, kính thưa thầy, con là thợ neo, làm 6 ngày một tuần, ngày chủ nhật thì làm nhiều tiền hơn. À, phải đọc nguyên câu cho nó rõ nha. Ngày chủ nhật thì làm nhiều tiền hơn những ngày đầu tuần, nhưng con lại muốn đi chùa sinh hoạt đạo sự vào chủ nhật. Xin thầy cho con lời khuyên để con bớt ham tiền. Cái này là phải nhờ thầy trụ trì lên trả lời. Thầy trụ trì, thầy sẽ nói không sao đâu, đạo hữu cứ đi chùa đi, làm bao nhiêu thầy bù lại. Ê, kính thưa đại chúng, cuộc sống của mình á thì nó hai phần, phần vật chất và phần tâm linh. Thật sự mà nói á, tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Mình biết đủ thì tự nó đủ, đợi đủ thì không bao giờ đủ. Mình muốn nó nhàn thì tự nó sẽ nhàn, mình đợi nó nhàn thì không bao giờ nhàn. Vì đó là thánh nhân dạy như vậy. Thì vậy cho nên á, nếu ví dụ 1 tháng 4 ngày chủ nhật mình làm 3 tuần, trích 1 tuần đi chùa, thì mình thấy mặc dù nó có hụt thay vì 4 tuần, nhưng bù lại mình được cái phần tâm linh mình muốn. Đạo Phật cái đó dạy chúng ta quân bình. Vì vậy cho nên chưng hai bên, thể bên này chuông thì bên này mỏ, bên này trống thì bên này chuông, bên này trái cây là bên này, lúc nào cũng hai bên là tượng trưng cho quân bình cái sự sống. Thể bây giờ mình muốn cái này thì phải lâu lâu phải xả cái khác. Có một cái ông đó, ông đang đi trên cái triền núi vậy này, ông rớt xuống cái ông may quá, ông chụp được cái sợi dây. À, ông đang lâm râm nói Phật ơi cứu con. Mà bữa đó Phật rảnh cho nên Phật chạy tới liền.
Phật xuất hiện ngay cái đỉnh núi. Phật nói đưa ta ra, ta nắm lên, nó dạ con không dám buông tại sợ té. Phật nói vậy làm sao kéo? Hãy mình muốn Phật kéo mình lên thì phải chấp nhận thả ra để Phật kéo mình lên, phải không? Mà mình thì nó khác, phải không? Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy một đống công phu nó lỡ làng. Muốn cái này cũng được, muốn cái kia cũng được. Chơi bây giờ mình phải làm cái bài toán. Thôi bây giờ một tháng tiền 4 tuần. Thí dụ bây giờ tuần mình mỗi cái chủ nhật mình kiếm 100 đi. 4 tuần mình kiếm 400. Bây giờ trích 100 ra nghĩ như cái tuần đó cúng dường. Cúng cho ai? Cúng cho tâm linh của mình. Đi chùa nghe pháp học kinh xứng đáng 100. Thôi bây giờ có 300 đỡ hơn không có 100 nào. Thành thử cái đó tùy mình. Rồi đó là một cách nha. Cách thứ hai nè, là Phật sự thì không nhất định phải là ngày chủ nhật. Nếu tâm mình muốn thì không luận là thứ mấy, chùa vẫn có việc cho mình làm. Rồi mình không trực tiếp thì mình gián tiếp. Mình không trực tiếp vô chùa mình nấu ăn thì mình gián tiếp mình mua ăn. Cho nên trừ khi nào tâm mình phát rồi á thì không có việc gì mình làm không được. Mình có cách hết. Xin Thầy chỉ dạy chúng con cách thiền tịnh cho đúng. Vị nào hỏi câu này xin về tìm cái bài giảng tham thiền. Đừng có bấm lộn tham tiền nha. Tham thiền. Tham là tham cứu, thiền là thiền định. Bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị một cách tu thiền ngắn gọn và đơn giản này. Thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là chỉ và quán. Chỉ nghĩa là dừng, quán nghĩa là nhìn sâu. Thí dụ như á, hồi nãy cái câu hồi nãy đó, mình ham tiền quá, chủ nhật nào cũng làm nhiều tiền hơn những ngày khác, bỏ một ngày thì mình chịu nói. Bây giờ mình dừng lại coi coi mình quán chiếu coi mình cần cái gì. Pháp Hòa có một Phật tử một hôm này bị thầy lên đó, thưa thầy bây giờ con có hai cái việc làm người ta nhận. Một cái làm ban ngày á ít tiền hơn nhưng mà bù lại con có thời gian con về với con cái. Con làm rớt ban đêm thì nhiều tiền gấp rưỡi gấp đôi, mà ngược lại thì con không có thì giờ với con cái. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đạo hữu chỉ có một thôi. Mình thấy tiền nhiều để rồi mình không cần con cái, mà nếu con cái lỡ nó hư thì mình tiền không có mua được cái đó. Bây giờ thà mình ít tiền chút đi mà con cái mình nó được ở trong cái đầm ấm của gia đình thì đạo hữu phải hy sinh. Vậy thôi. Thì đó, cái đó gọi là chỉ và quán. Tu thiền đó, tu thiền không nhất thiết ngồi ở dưới đất 2-3 giờ đồng hồ. Mỗi một việc làm gì trong cuộc sống của mình, trước khi mình làm mình dừng lại một chút, mình nhìn lại cái gốc rễ của sự việc đó, để chúng ta tìm ra cái manh mối và cái quả, cái thành quả của việc làm thì gọi là tu thiền. Tu thiền trong khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, mọi hành xử đó năng, không nhất thiết phải ngồi trên bồ đoàn. Nhưng mà tại sao mỗi tối phải ngồi thiền? Bởi vì trong khi chúng ta ngồi như vậy là cái giờ phút thù thắng nhất để chúng ta an tịnh cái tâm của mình. Dĩ nhiên trong đời sống thiền thì bất cứ giây phút nào, nhưng mà ngồi thiền là thù thắng nhất, bởi vì trong giây phút đó cả thân và tâm được an ổn. Ngoài ra quý vị phải ứng dụng thiền trong mỗi giây phút. Thưa Thầy, chúng con vì phải lo cho sự sống của gia đình nên thời giờ đọc kinh và niệm Phật không ấn định thời gian như ở chùa. Thường khi bị trễ hay đang đi dọc đường bị ngưng lại vì có người gõ cửa hay vì điện thoại gấp rút. Đệ tử cảm thấy không thoải mái chút nào khi ngưng lại, xin Thầy hướng dẫn. Tức là mình về nhà mình tụng kinh, một là có khi mình tụng kinh trễ, có khi thì mình đang đọc kinh thì bị người ta gõ cửa, điện thoại reo. Cái này là cũng có mình phần lỗi trong này.
Điện thoại reo mà mình không bắt thì một lát người ta reo lại. Chứ bây giờ ví dụ mình đi ra vắng nhà mà cái thời không có cái cell phone thì cũng chịu thôi. Thì bây giờ mình đã quyết định mình tụng một thời kinh, trừ trường hợp bất khả kháng vì một lý do nào đó, người ta gõ cửa hay một cái chuyện gấp rút gì, mình phải bỏ dở thời kinh nữa chừng, thì trường hợp đó nó khác. Còn bây giờ mình đã nhất định mình có một thời kinh rồi thì cái gì mình cố gắng mình bỏ được, mình dẹp được tạm trong một khoảng thời gian một giờ đồng hồ thì cố gắng làm, bởi vì chỉ có mình phải khắc phục những cái khó khăn lặt vặt thì chúng ta mới mong tiến tới cái chỗ mình muốn mà thôi. Chứ còn bây giờ mình muốn cái gì cũng thuận lắm. Cho nên trừ trường hợp như thế này, quý vị đi làm về trễ, thời kinh của mình giờ nhất không có đồng, không có sao. Bởi vì đó là cái sự sống của mình và mỗi ngày giờ nhất đi làm của mình. Nhưng ngày hôm đó mình vẫn có thời kinh, chứ mình không có bỏ. Còn cái chuyện giờ nhất mình không giữ đúng là vì hoàn cảnh chứ không phải vì mình muốn. Mà cái trường hợp đó đó, cái trường hợp mà đang tụng mà có điện thoại vậy nè, cái này gọi là pháp chướng. Pháp chướng tức là nó sinh khởi những cái pháp gì đó, những cái chuyện gì đó trong phút mà chúng ta muốn tu, muốn tụng kinh. Hồi bữa hổm mình nói đó, hôm qua mình có nói đó, chướng nó có những cái chuyện như là sanh chướng. Mình sanh ra trong đời rồi chuyện này chuyện kia, người này người kia, người ta chướng mình là một việc rồi, mà đôi khi cái hoàn cảnh nó làm mình khó khăn nữa, là sanh chướng đó, rồi mình còn bị phiền não chướng, bực bội nó ngăn cản mình. Cho nên cái trường hợp này là quý vị tự phải kiếm cái gì đó khắc phục. Bây giờ có một ví dụ một cái đơn giản, có những đêm á, thường thường là Phật tử hay gọi khuya, mà Phật tử mà gọi cho quà vào buổi tối là thường là ở xa, chẳng hạn như Việt Nam, Úc, Pháp, ở các nước mà giờ người ta không có khoảng cách với mình đó, thì ta tưởng mình ban ngày. Có những đêm Pháp Hòa cần yên tĩnh để đọc kinh, thì chừng đó Pháp Hòa phải dở cái phone lên, Pháp Hòa gác cái phone lên. Bởi vì nếu mà nó reo um sùm là mình không bắt, thì đại chúng ở dưới người ta, ở dưới nhà người ta ngủ đó, người ta ồn người ta không ngủ được. Cho bây giờ cái giờ phút này là mình không muốn động đại chúng trong khi một giờ nghỉ ngơi của người ta. Và mình cũng muốn có một cái giờ giấc nào đó để mình tu tập, mình tụng kinh, thì chừng đó phải dở cái phone lên gác, không bắt. Nó reo hoài mình cũng khó chịu. Thôi thì bây giờ quý vị nào muốn bắt trước cách phong hoài, dở cái phone luôn, để cái tiếng ồn nó không xảy ra mà để mình nhất tâm mình tụng. Còn trường hợp người ta tới gõ cửa là cái chuyện bất khả kháng. Nhưng mà không sao, lỡ trường hợp đứng dậy mở cửa giải quyết xong rồi trở lại tiếp tục cũng sao, không cần phải nói Phật cho con xin nghỉ tu 5 phút rồi trở vô con nói ai em bác. Thưa thầy, máy tụng kinh được mở suốt ngày đêm, cả lúc gia đình đệ tử đi làm hay ở nhà và lúc ngủ, như vậy có trở ngại hay không, nên hoặc xin thầy hướng dẫn. Hai là niệm Phật tùy tâm khởi bất cứ lúc nào, hay là phải ấn định thời gian sáng trưa chiều tối. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống á, và chúng ta có không gian chúng ta đang sống, thì khi chúng ta mở cái máy niệm Phật mà nó rỉ rả cả ngày đêm á, tốt chứ không sao hết. Bởi vì cái câu niệm Phật đó trong khi được niệm ra thì nó chan hòa cái cảnh giới mà chúng ta đang sống, nó an tịnh chứ không có sao. Còn hơn là mình mở những cái tiếng nhạc, tiếng này tiếng kia, nó đâu có lợi ích gì trong cái không gian mình sống. Cho nên tiếng niệm Phật tốt chứ không sao hết. Đối với người chuyên tu niệm Phật thì người ta lập ra thời khóa cho mình. Còn chúng ta vì hoàn cảnh chưa lập được cái nguyện nhất định của thời khóa, thì chúng ta ứng dụng cái pháp thứ hai là niệm Phật từ sáng tới chiều. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, bất cứ lúc nào cũng niệm Phật được. Hai cách, người chuyên tu và có thời gian thì người ta lập thời khóa và cái số hiệu người ta niệm. Còn chúng ta thì đưa theo cái cách thứ nhì là bất cứ lúc nào niệm cũng được. Chịu khó thêm chút nữa được không? Tu niệm Phật tập thiền có được không? Thưa đại chúng, mình tụng kinh thì mình
tùy theo cái hoàn cảnh, khả năng và cái duyên của mình, bất cứ kinh nào mình tụng và giờ nào cũng được, chứ không có chia ra nhất định kinh đó phải tụng sáng hay tụng chiều. Cho nên đừng có ngại cái chuyện đó. Mình tụng Pháp Hoa buổi sáng cũng được, tụng Vô Lượng Thọ buổi chiều cũng được, hay ngược lại, không sao hết. Còn bây giờ quý vị muốn niệm Phật và tu thiền á, thì Pháp Hòa bày cho cái cách này. Khi nào mình ngồi tĩnh á, thì mình ngồi lưng thẳng, giống như nãy ngồi thiền vậy đó. Ngồi thẳng xong rồi mình nhắm mắt lại cũng được, để cho mình đừng có bị những cái trần cảnh bên ngoài nó lôi kéo mình. Rồi bây giờ mình thả lỏng toàn thân của mình, rồi mình để cho cái hơi thở mình nó nhẹ nhàng, nó ra và nó vào, không cần phải nén thở, để hơi thở nhẹ nhàng ra vào. Nhưng mà trong khi mình thở vô á, thì mình niệm A Di. Trong khi mình thở ra thì mình niệm Đà Phật. Cứ như vậy mà làm, hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật, mà không có ráng, không có cần đấy. A Di Đà Phật, niệm bị mệt lắm. Hơi thở nhẹ nhàng. Hoặc là quý vị thiền trong bước đi nè, bước một bước trái A Di, bước một bước phải Đà Phật, nhẹ nhàng như vậy. A Di Đà Phật, cứ đi nhẹ nhàng, cứ thở nhẹ nhàng. Khi bệnh nằm trên giường không lần chuỗi không gì được hết, nằm để tay lên bụng và biết mình, cái bụng mình phình xẹp, phình xẹp. A Di Đà Phật. Không không, mình niệm trong tâm. Giống như tối thường đi ngủ thì Pháp Hòa hay nằm, xong rồi Pháp Hòa để ý hơi thở, rồi Pháp Hòa niệm Phật thì mấy phút là ngủ, không có lo lắng. Dù việc rất nhiều nhưng mà hãy nằm xuống là ngủ. Cho quý vị cứ niệm đó là tịnh và dùng câu niệm Phật. Trong khi quý vị đi, quý vị cũng làm được. Quý vị ngủ, quý vị cũng niệm Phật được. Quán bốn chữ A Di Đà Phật theo hơi thở. Câu hỏi thứ hai. Bây giờ Pháp Hòa nói một chút vụ niệm Phật trước khi họ đọc câu hỏi tiếp. Nếu mình có đi thăm ai bệnh, mình thấy người ta hơi thở hấp hối mà hô hấp như vậy đó, mình niệm theo cái hơi thở của người mất, của người bệnh. Thí dụ như bây giờ cái người đó ta đang thở, ta ngất lên, thì mình A Di, ta thở xuống mình Đà Phật. Có khi cái người sắp mất, người ta thở chậm lắm, ta ngất một cái rồi lâu lắm người ta mới trở lại, thì mình cũng niệm theo cái hơi thở người đó. Tại vì trong lúc đó là mình trợ niệm cho người mất bằng cách là mình an tịnh người ta. Cho nên mình phải tùy theo sức khỏe của người ta mà mình an tịnh. Chứ người ta đang thở vậy mà là A Di Đà Phật. Mình phải A Di Đà Phật theo cái hơi thở của người đó mới đúng là trợ lực cho người ta. Quý hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên mình tùy theo hơi thở mình trợ niệm. Giống như là mấy đứa nhỏ đó, nó tập bước đi, nó đi bước thiệt là chậm, cái mình đi theo nó. Mình tập cho những người già lớn tuổi mà người ta già cả, người ta đi, ta cũng đi từng bước thì mình cũng vậy đó. A Di Đà Phật. Mình là mình niệm cho người ta nghe, dù niệm có 10 câu thôi mà niệm theo hơi thở người ta tốt lắm. Rồi mình đi về, rồi người khác vô thăm ta cũng vậy. Cứ người vô trợ niệm 10 phút, 5 phút, rồi người khác vô tốt lắm. Giới thứ hai, câu hỏi thứ hai là Thọ Bồ Tát giới có phải ăn chay trường không? Xin thưa đại chúng, ở cái mặt lý thì thường các vị không có bắt buộc, tùy theo mình. Nhưng mà theo Pháp Hòa đó, và cũng căn cứ theo lời Phật, đã là thọ tới Bồ Tát giới rồi. Ở đây ai chưa biết Bồ Tát giới đó, thì Pháp Hòa xin nói thêm đó, là Phật tử tại gia mới bắt đầu vô là thọ tam quy và năm giới. Một thời gian thọ thập thiện là 10 giới,
Thời gian sau thọ Bồ Tát giới có nghĩa là thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh. Có khi thì chúng ta theo cái Phạm Võng Kinh đó, thì chúng ta thọ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Nhưng mà trong cái tinh thần của Bồ Tát giới á, là mình phải hy sinh bản thân để vì chúng sinh mà phụng sự. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Người nào thọ Bồ Tát giới á, là không phải để mình đi khoe với thiên hạ là mình đã tu tới Bồ Tát giới, mà mình phải có cái tinh thần hy sinh lớn cho chúng sanh. Mà bây giờ cái ăn là cái đơn giản nhất mà mình có thể tự mình kiểm được, thì tại sao lại không phải ăn chay trường? Cho nên theo Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Bởi vì cái ăn là cái mà tự thân mình có thể mình control, mình kiểm được, mà tại sao mình không ăn? Mà trong cái đó mình nói mình độ chúng sanh, mà độ chúng sanh mà bây giờ chúng sanh trước mắt mình là mỗi ngày mình phải ăn sinh mạng của chúng sanh để nuôi mình nè, là mình đã trật với cái đường Bồ Tát rồi. Trừ trường hợp mình ở một cái hoàn cảnh bất khả kháng phải ăn thì trường hợp đó khác. Còn bây giờ mình có hoàn cảnh để tìm cho mình cái món ăn nào mà để không phải ăn chúng sanh thì tại sao mình không ăn? Cho nên thọ Bồ Tát giới là ăn chay trường. Còn không ăn chay trường được là cái căn bản nhất. Đó là chưa nói là phải bố thí nha, phải đi nghe pháp nha, phải thường thọ Bồ Bát Quan Trai nha, phải đi thăm người bệnh nha, phải nói pháp nha, không có được dành chỗ ngồi nha, không có được nói lỗi của chúng nha. Bồ Tát giới khó lắm đó. Mà mấy cái chuyện đó mình thấy khó khăn không? Mà cái chuyện ăn là cái chuyện mình làm được, mà tại sao mình không làm mà còn đi ăn mặn, là chưa phải tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát giới mà ăn chay tháng có 2 ngày à, mà trong khi đó thập thiện là người ta đã ăn tới 10 ngày rồi. Có những vị tam quy ngũ giới mà đã 10 ngày chay rồi, mà mình Bồ Tát giới đi tới đâu cũng dành chỗ ngồi hết. Chị thọ giới gì? Anh thọ giới chi? Nói tôi ngũ giới xuống dưới kia ngồi, giới này giới Bồ Tát. Bồ Tát á, là phải hy sinh mình, nhường nhận cái xấu, nhường cho người cái tốt. Đó mới là Bồ Tát. Thí dụ bây giờ mình vô mình múc một cái miếng cơm mình ăn, mình múc lên rồi không phải mình vớt vớt cái nào ngon mình lấy hết rồi mình đi ra, rồi mình chừa mấy cái dở lại cho ta ăn. Bồ Tát là nếu múc là múc đồng đẳng, ai cũng giống nhau. Còn không mình thấy người ta thiếu thốn á, nhường cái của mình lại cho người, lấy cái dở lại mình. Bồ Tát là thế vậy đó. Bây giờ chúng sanh đó, người ta mới bắt đầu tu mà, người ta cần nghe pháp, mà người ta thích nhìn pháp sư. Mình phải nhường cái chỗ mát, cái chỗ tốt cho những chúng sanh căn cơ ấy lợi ngồi, rồi mình lấy cái chỗ xấu đó mình ngồi. Thọ Bồ Tát giới mà được cái y nâu nữa là trời ơi, bắt đầu đi đâu cũng dành đi trước đó. Lên ăn cơm hỏi ngồi, tôi Bồ Tát tôi ngồi trước, mấy anh chị tăng quy ngũ giới ngồi sao? Mà ở đời này vậy mà lên cực lạc là cũng dành nữa. Trước tiên con xin kính chúc thầy thân tâm an lạc, xin thầy hoan hỷ cách nào để giải nghiệp sát. Vì có một hòa thượng nói là con kiếp trước bị nghiệp sát. Quý vị hiểu câu hỏi không? Cái vị Phật tử này nói là có một vị hòa thượng nhìn vị Phật tử này và nói rằng đạo hữu đời trước bị nghiệp sát sanh. Sao mình biết đời trước mình bị nghiệp sát sanh biết không? Kiếp này mình bệnh hoài đó, nay đau mai mạnh mà đi bác sĩ không tìm ra bệnh, bệnh nghiệp. Bây giờ đó, thật ra bệnh là nghiệp rồi chứ có gì nữa. Phóng sanh, mình phóng sanh. Xin thầy giải thích giùm con từ ma chướng. Hồi nãy Pháp Hòa nói rồi đó, ma là gì?
Ma tức là nó đã chướng, nó chướng là nó ma thôi, chứ có gì hết trơn. Thể cái gì mà chướng mình là nó là ma. Quý vị hiểu ý vậy ha. Cho nên chữ ma chướng là danh từ chung. Cái gì nó làm cho mình bị cản trở thì thành ra là ma chướng. Nó đoạt đi cái thân mạng trí tuệ của mình. Bạch thầy, giải thích cho con biết sự khác biệt giữa chú Đại Bi. Nếu con trì số biến khác nhau có nghĩa gì với số khác nhau? Thí dụ như 5, 7, 15, 18, 21. Vị Phật tử hỏi là khi mình trì chú có những con số khác nhau, vậy có nghĩa gì? Thưa, 5 nhỏ hơn 17, 17 nhỏ hơn 18. Sự khác nhau của những con số là lớn nhỏ. Tại sao mình trì chú mình phải trì ba biến? Ăn cơm ba hộp. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình mà gặp bạn bè tới chơi nói anh đi đâu quẩn ngồi chơi ăn ba hộp rồi về. Ăn ba hộp sao nó. Nhưng mà cái con số 3 mà chúng ta nói đó, nó tượng trưng cho các tường. Và nó đồng thời để xác định một sự việc chúng ta muốn làm một lần không đủ, phải xác định tới 3 lần. Ở trong nhà Phật á, khi có một cái gì quan trọng là chư tăng họp lại bàn thảo luận, xong rồi trước khi cái việc này được đưa ra ngoài á, thì phải làm cái pháp yết ma. Một lần hỏi à, xin lỗi, một lần thưa mà ba lần hỏi. Pháp Hòa ví dụ, sau khi họp xong nói hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2013 chư tăng đã họp lại để biểu quyết cho vấn đề bổ nhiệm vị đó về trụ trì vào đầu năm tới. Mọi người đã bàn họp như vậy, chư vị đại đức có ý kiến gì nữa không? Đại chúng giữ im lặng. Một lần trình bày xong phải không? Tôi đã hỏi một lần, bây giờ tôi lặp lại câu hỏi đó ba lần như vậy, đại chúng im hết. Một lần thưa sự việc và ba lần hỏi ý kiến. Sau khi mọi người im lặng thì vị chủ tịch, chủ tọa mới nói: tôi đã hỏi ba lần, trong đại chúng giữ im lặng có nghĩa là các vị đã đồng tình. Tôi xin ghi nhận và bắt đầu thông qua. Mai mốt mình đi ra ngoài mình trở ngược, mình nói trái lời với cái lời họp hôm đó là mình phạm lỗi. Tại sao trong khi người ta hỏi ý mình ba lần mình không góp ý, rồi bây giờ mình đi ra mình nói ngược? Không được. Đó là cái cách biểu quyết mà Đức Phật đã dạy. Chư tăng khi có việc gì phải họp lại bàn thảo với nhau, và người ta gọi là yết ma, tức là một cái sự việc cần phải làm, xác định lại sự việc. Một lần thưa, ba lần hỏi. Còn sự việc nào không quan trọng, một lần thưa, một lần hỏi là được. Ví dụ như đấy, sáng hôm nay đại chúng cử thầy A đi chợ, đại chúng có đồng ý không? Im lặng, nói đại chúng đồng ý, tôi cho thầy A đi chợ. Vị trí nó không quan trọng. Một lần thưa, một lần hỏi. Còn việc gì quan trọng phải một lần thưa mà ba lần hỏi. Thì tại sao chúng ta tụng ít nhất phải là ba lần? Để xác định cái điều chúng ta muốn. Còn cái chuyện á, mà mình tụng số nhiều hơn á, là bởi vì chúng ta muốn cái năng lực và cái sự định tĩnh của cái giờ mình tu, cho nên mình tăng con số lên. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình định tĩnh thì mình ngồi 15 phút, 20 phút, nửa tiếng. Càng lâu thì cái sự an định của mình càng nhiều. Cũng vậy thôi. Mình niệm càng lâu thì an tịnh mình càng lớn. Chứ không có cái ý nghĩa gì hết. Cái nói chỉ có cái nghĩa là cái số lượng tạm thời dùng để chúng ta biết mà chúng ta ứng dụng vậy, để và giúp cho chúng ta an tịnh. Kính bạch thầy, mỗi buổi sáng và tối đều có hai buổi công phu,
Thỉnh thoảng có khi con đi làm, có khi con đi Phật sự, có khi việc đời, rồi con về nhà trễ và rất mệt. Việc công phu không bị bỏ qua, con rất là áy náy nếu bị bỏ qua như vậy. Vậy con phải làm sao cho đúng đạo? Hồi nãy Pháp Hòa có nói rồi, việc gì chúng ta làm mà chúng ta mệt mỏi thì không cần phải miễn cưỡng. Và chúng ta thường ứng dụng đói ăn, mệt ngủ, khỏe tu. Quý vị cứ ứng dụng vậy, đói ăn, mệt ngủ, khỏe tu. Tu hành thì không phải là một ngày một bữa, mà cái chuyện tu hành nó dài hạn. Cho nên quý vị đi dự khóa tu, cái chữ khóa tu là để nói thôi, để cho mình hiểu là có một khoảng thời gian nào, chứ thật sự ra tu không có khóa. Cái chuyện tu hành là tu ngày, tu đêm, tu ngày này sang năm khác, làm gì có chuyện tu mà có khóa. Nhưng mà cái khóa tu là để nói chúng ta hiểu rằng cái thời gian chúng ta tập hợp này nó chỉ có khoảng một ngày, hai ngày mà thôi. Cho nên trong kinh á, định nghĩa chữ tu nó có mấy nghĩa. Trường thời tu, vô gián tu. Quý vị nào nghe lại cái bài Pháp Hòa mới nói hôm tháng 7 ở San Diego, tu tập, định nghĩa chữ tu, tu có mấy cái? Tu trường kỳ kháng chiến, tu ngày không đủ tranh thủ tu đi. Thậm chí có người còn nói tu rị mà chưa đủ rị còn ma ha tu rị. Kính thưa Thầy chỉ dùm con, mỗi lần đốt hương bàn thờ ba má con không biết vái câu gì để cho linh hồn ba má con sớm siêu thoát. Bữa nay làm Thầy chỉ phân. Thưa đại chúng, cái câu này thì nó cũng phổ thông và cũng rất là thiết thực. Là nhiều khi mình đến bàn thờ ông bà cũng cứ khấn gì hết. Thì thôi bây giờ đơn giản là quý vị khấn như thế này: thắp cây hương lên, niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần hay 10 lần. Tổ tiên nội ngoại thường nghe con niệm Phật mà niệm theo, cầu siêu thoát. Đừng có mua tờ vé số xong rồi đứng đưa ba nhìn giùm con, má xem giùm con. Rồi sẵn con nhét cái bàn thờ, ba má có rảnh dở coi giùm con nha. Tuần này có mấy chục triệu lận. Khấn ông bà thì mình chỉ khấn làm sao trong bà tu thôi, ngay cả ngày dỗ. Thí dụ như bây giờ cúng dỗ nè, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, gia đình con tên gì, ở đâu, tưởng nhớ đến ngày vãng sanh của ba. Chúng con ở hải ngoại làm ít cơm canh hỏa trái, hoa trái, mời ba về đây thọ hưởng và hiểu rằng tất cả tấm lòng của con cháu đối với ba hay mẹ gì đó, xin ba mẹ nhớ niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nói gì nói rồi cũng không thể bỏ qua được sự hướng dẫn. Cái này là mình in case, phòng ngừa lỡ ông bà chưa đi còn lãng vãng đâu đó nghe mình khuyên mà niệm Phật. Chứ thật sự nhiều khi ông bà đi mất rồi, nhưng mà mình cúng dỗ là để nhớ lại cái phong tục, cái truyền thống, để cho con cháu của mình đừng có quên. Hồi nãy trước khi ra đi giảng, có một cô Phật tử vô gặp Pháp Hòa riêng và cô bày tỏ cái sự lo lắng của cô. Cô nói bây giờ con cái ở đây hai mấy tuổi hết, mà con không biết làm sao hướng dẫn cho con cái của con biết hướng về đạo. Rồi thậm chí nhiều khi con nghĩ đạo nào cũng tốt, thôi kệ nó theo đạo nào cũng được. Pháp Hòa nói không nên nói như vậy. Trường hợp người ta không có gốc thì ta mới nói gốc nào cũng tốt. Còn mình có cái gốc thì mình biết gốc mình tốt mình về, chứ mình chi mình gốc nào cũng được. Thấy gì tội mà thôi kệ. Xin thưa như thế này, Pháp Hòa mới nói đạo Phật nó không phải chỉ nằm ở trong chùa.
Đạo Phật nó ở trong xe của mình, nó ở trong cách sống của mình, nó ở trong mỗi cái hành vi xử sự của mình trong đời sống hàng ngày. Ngay cái khi mà mình xử sự với bạn bè đó là ngay phút đó mình truyền đạo cho con mình đó. Pháp Hòa hay ví dụ một cái này. Điện thoại nó reo, mình nhó vô mình thấy cái số của cái người mình không ưa, mình nói với con mình đó, bắt phone đi, nói má không có nhà. Thì nó cũng làm y vậy đó. Nhưng mà nó sẽ nói má nói dối. Có nhiều khi mình vô tình mình dạy con mình nói dốc mình không biết. Thay vì mình nói là má không có nhà, mình nói cách khác. Con bắt phone, gặp cái cô đó con nói là mẹ con đang bận. Như là ba ở nhà nhưng mà tại mẹ con bận rộn không trả lời phone cô được. Vậy đó, khi mình dạy con mình nói đúng là mình dạy nó đạo Phật rồi. Rồi á, mình đi mua cái gì đó về sợ chồng hay ba nó la, nó lát về nói người ta cho hay không, dặn nó trên xe vậy. Rồi mai mốt nó đi chôm của ai về hỏi này của ai, nó người ta cho. Có nhiều khi á, mình không có thấy cái đó, mà cái đó là cái tập nghiệp của mình. Cái chủng tử nó nằm ở trong mình mà Phật gọi là tập nghiệp. Tức là cái nghiệp của mình nó đã quân tập thành khối và mình ứng xử một cách lẹ làng. Thấy người không ưa là dặn con cái mình một cách rất là đơn sơ mà mình không biết rằng trong những cái đó là vô tình mình đã nhiễm. Mình đã đưa cái nhiễm cho con mình ở cái chuyện gọi là không có thành thật. Mà mình cứ biểu con phải thành thật với má. Nó nói anh bụng, nó nhiều lúc má đâu có thành thật với ai. Cho nên con tôm mẹ nó biểu con tôm con phải đi thẳng. Tôm mẹ bảo tôm con đi cho thẳng, chớ đi co quách thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay nó nói con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Mình cũng đi trong vòng hiểu con mình đi cho thẳng là sao? Cho nên đó quý vị, mình sẽ truyền đạo cho con mình bằng tất cả phương tiện mà chúng ta có. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hồi đó Pháp Hòa mới nhận mấy chú tiểu về nuôi năm đầu á, mấy bác ở trong chùa ai cũng thương, người nào cũng cho hết, người cho xe đạp, người cho quần áo, cho đủ thứ. Thì cái đến cái cuối năm là cái mùa Giáng sinh này nè, Pháp Hòa cho tiền mấy chú đi mua quà. Pháp Hòa nói mấy đứa họp lại, những bác nào, những cô chú nào trong một năm qua đã thương giúp đỡ các con chuyện gì các con ghi xuống hết danh sách. Rồi thầy cho tiền mấy đứa đi mua quà về, không cần mắc tiền, một món quà 5-10 đồng trở lại thôi. Tại vì thầy muốn các con sống phải nhớ ơn. Người nào làm cho mình một cái gì thì cái dịp nào mình có cái dịp mình bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Thì theo cái truyền thống phương Tây ở đây là ngày lễ Giáng sinh là tặng quà, rất đẹp và rất dễ thương. Đó, mình đâu có nói đạo gì đâu, nhưng mình dạy cho các chú cái đạo biết ơn người. Rồi có một hôm nọ ở chùa thì chia phiên hai chú rửa chén tuần. Bữa đó chú về chú no, chú ăn, cái kêu chú ra chú rửa chén, chú nói con không rửa tại con không có ăn. Rồi Pháp Hòa nói vậy á. Bây giờ nếu mình la liền á là có chuyện, mà bây giờ nếu nó đang học mà mình la là nó bị stress, nó không học bài được. Lúc đó là phải yết đế nha. Nó nói câu đó xong mình phải dằn ngược mình xuống, yết đế, yết đế. Cố gắng, cố gắng. Yết đế, yết đế là cố gắng, cố gắng. Mà là yết đế. Vô trong phòng đóng cửa lại, ba la tăng yết đế. Rồi khi mà mình hết được cái cơn giận rồi, bồ đề tát bà ha. Sau khi học bài xong hết rồi, Pháp Hòa kêu lại. Pháp Hòa hỏi chứ, thường ngày chủ nhật cái nhà vệ sinh bên nam ai vô chùi rửa?
Thì chú nhỏ mới trả lời: dạ thưa thầy, cái cô Phật tử đó vô nữa, cái chai đường mà chúng ta dùng mỗi ngày đây ai lau? Nói dạ cái chú đó lau. Pháp Hòa mới nói: chú đó không dùng chai đường mà chú phải tới đây mỗi chủ nhật lau. Cô nọ không bao giờ bước vô nhà vệ sinh nam mà cô lại vào trong đó rửa. Thì tại sao con phải đợi tới khi nào con ăn con mới rửa chén? Con sống như vậy không có dễ thương. Mình ăn mà rửa là chuyện thường, mình không ăn mà vẫn làm mới quý. Thầy nói như vậy, con không sống với thầy cả đời. Thầy có thể tha thứ cho con được nếu con làm lỗi với thầy, tại vì thầy là thầy con. Nhưng nếu con ra đời con sống như vậy, không ai thương con được. Có nói chuyện đạo Phật cái gì đâu mà đạo đó. Cho nên đạo Phật nó nhan nhản ở trong cuộc sống của mình. Và muốn rầy con á, đừng đợi nó đang học mà rầy. Nó bị phân tâm nó học không được, mình cũng đâu được cái chuyện gì. Đợi nó học xong đi, xong rồi rầy. Trước mặt bạn nó không bao giờ làm nhục nó. Chú đi học bây giờ lớn hết rồi, lâu lâu mà cho 5-10 đồng. Nói dạ con không cần tiền. Nói con không cần tiền là tại vì bạn con thỉnh thoảng cứ đãi con ăn kẹo, ăn cà ren. Con phải cầm tiền này, lâu lâu con đãi bạn con lại. Mình sống ở đời, người ta nghĩ tới mình, ta đãi mình, lâu lâu con phải đãi lại mình. Đó là cách sống. Tại vì ai bảo đảm mấy chú tu với mình cả đời? Nếu ví dụ mai mốt mấy chú lớn lên, mấy chú ra ngoài, mấy chú sống, thì đó là cái đạo lý sống. Giặt quần áo vô, quần áo nó nhăn ơi là nhăn, không xét. Phong Hòa vô biểu đổ cái thùng quần áo ra, Phong Hòa ngồi xét chung. Ngồi xét, Phong Hòa chỉ cách xét từng chút, từng đôi vớ, từng cái áo, từng cái nếp ly. Phong Hòa mới nói mai mốt con không muốn nhăn, thì giặt sấy xong rồi, khi còn nóng con đem ra con xét liền, thì không bị nhăn. Ở đời cũng vậy, khi con làm cái gì vừa lỗi con chỉnh liền thì không đến nỗi. Pháp Hòa ít có đem cái lý thuyết không có cái sự hiện hữu của một cái bằng chứng. Giặt vớ đi học về lột vớ ngược lại, nồi một cục dục vô cái máy giặt đóng sạch gì đó. Pháp Hòa để yên đó. Đi học xong xuôi hết về, Pháp Hòa kêu xếp quần áo đổ ra cái cục vớ đem ra cát vớ hay. Pháp Hòa nói con thấy không? Đây là cái sự không có cẩn thận của mình. Cũng đồng thời đem giặt, mà giặt như vậy con mất công mà không sạch mà hao. Con chỉ cần kéo đôi vớ trở lại thì con sạch vớ, tốn xà bông mà nó xứng đáng, và con không khỏi bị lầm. Đó, đạo Phật đó. Không đạo Phật gì hết mà là đạo Phật. Ngủ dậy xếp cái mền. Con xếp được cái mền là con sẽ xếp được tất cả mọi việc trong đời. Ngủ dậy mà xếp được cái mền thì con ngăn nắp ngay cái mũi đầu, thì cả cuộc đời con đi đâu và làm gì cũng ngăn nắp. Vậy quý vị thấy đạo Phật chưa? Đạo Phật, đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà, chỗ nào cũng có đạo Phật. Nếu chúng ta ứng dụng chúng ta sống, không phải ở trong chùa, mà ngay cái cách sống hàng ngày của mình, là dạy con mình cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Mỗi buổi chiều làm bánh mì đi học là ngồi đứng phía sau bao cho được cái miếng bánh mì mà thầy chỉ. Pháp Hòa làm đồ ăn sẵn đó, rồi tới phiên ai vô đó làm. Xé cái miếng giấy ni lông ra, để miếng bánh mì như thế nào mà đủ để mà gấp vô cho chặt, lỏng bắt tháo ra làm lại. Đi cầu thang đi rầm rầm, Pháp Hòa thấy được, đứng yên đó, đi ngược trở lên, đi trở xuống lại, hút mắt mình thôi. Cho nên Pháp Hòa đi giảng mấy ông mừng. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa lại chúng, đạo Phật là vậy đó.
ăn trái chuối và cầm lên lột ra, phó bà tầng hắn cái là nhớ trực là liền bẻ trái chuối làm hai, còn không là lấy cái muỗng sắn từng muỗng ăn chứ không dám cầm ăn nguyên trái chuối. Ngồi bẻ cái chân ra, phó bà đi ngang, phó bà dỗ cái chân cái khép lại, lát bèn là tiệp. Phải vậy thôi à, ngồi thì đâu cứ lắc lắc chân lắc đùi á. Phó bà mới mỗi tuần là dạy dạy kinh ngày thứ năm, tuần là đọc một câu tiếng Việt, nghe thầy đọc rồi chép xuống, đừng lo sai lo trật nữa. Tập viết nghe cái âm điệu thầy đọc rồi viết xuống, xong phó bà mới chép một câu đó lên bảng dò coi mình được trúng mấy chữ, xong rồi bắt đầu dịch tiếng Anh đó, dịch cái câu đó thầy giảng từng chữ từng nghĩa rồi đó, giờ dịch câu tiếng Anh nó cho thầy nghe. Cho nên nhiều khi học bài kể có 4 câu mà học tiếng một, học từng chữ, tại vì mấy chú đâu có biết tiếng Việt. Thế nào gọi là múc, cái gì gọi là rửa, múc nước để rửa tay đó, cái bài kể rửa tay, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Có 4 câu đó học tiếng. Cho nên xin thưa đại chúng là cái chuyện mình cúng dỗ ông bà đó, không phải ông bà nào ăn đâu, nhưng mà đó là cái cách chúng ta truyền đạt cho con cháu chúng ta cái lễ nghĩa thứ lớp gọi là nhớ tưởng đến ông bà. Chứ đừng có nghĩ là cúng dỗ cho ông bà là cái chuyện mê tín, là cái chuyện không cần. Ông bà nào ở đó mà ăn, ai cũng biết hết, cúng xong mình ăn không cho ông bà nào ăn. Nhưng mà phải mượn cái nghĩa cúng đó để nhắc nhở con cháu nhớ tưởng đến ngày ông bà đã mất. Nó nhỏ nhỏ nó đâu có biết đâu, nó hỏi ba ba ông đó là ai, nó ông nội đó con. Nó nhớ liền cái hình ảnh ông nội trong đầu, cái tàn thức, cái memory nó thôn nó nhớ. Mai mốt mà chỉ cần nhắc ông nội thôi là hình ảnh ông nội xuất hiện. Cho nên đó lý do tại sao chúng ta có bàn thờ ông bà. Vậy quý vị thấy đạo Phật không? Đạo Phật vậy. Trời còn nhiều quá. Hai ba câu nữa nổi không? Không được cũng ráng chứ sao. Hai năm trước con có duyên nghe được thầy giảng dạy qua băng dĩa, theo lời thầy để sống, từ từ con đã bớt được cái tánh tham cầu và ngộ thai, lần lần con mới cảm nhận được cái nhiệm màu của sự Phật Pháp. Vì vậy con rất cảm ơn thầy. Thưa thầy, muốn giảm tham sân si thì trước hết phải nhận thức được đó là tham sân si, đúng không? Mình làm cách nào để biến cho sự nhận thức này thành cái phản xạ tự nhiên, nhưng đợi nó khởi rồi nhận thức để trừ khử nó? Cách này chỉ là tạm bợ thôi, không phải thầy. Y khoa thời nay có nói muốn chữa hết bệnh thì phải biết nguồn gốc của cơn bệnh để diệt trừ nó. Nếu mình chỉ muốn trị bệnh triệu chứng thì cơn bệnh sẽ không hết. Vậy nguồn gốc của tham sân si là gì? Chết rồi, lòng tham của con lại nổi lên rồi, con xin thầy quan hỷ. Đức Phật có dạy chúng ta tứ diệu đế: khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ, con đường hết khổ. Chúng ta gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là sự thật của khổ, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là sự vắng mặt của khổ, đạo đế là con đường hết khổ, gọi là tứ diệu đế. Vậy thì cái khổ, khổ đế đó là khổ đó, thì nguyên do nào mình khổ? Từ cái tham, từ cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, nhiều ở phía sau. Nhưng mà rồi bây giờ á, mình muốn bớt tham thì mình làm sao? Bố thí. Muốn bớt sân thì phải làm sao? Phải từ bi. Muốn bớt si mê phải làm sao? Phải quán nhân duyên. Nhưng mà thưa đại chúng, tu là một quá trình chứ không phải một ngày một bữa.
Tu là một quá trình luyện tâm, sửa tâm. Nhưng mà ví dụ bây giờ như cái vị Phật tử này hỏi là tham khởi lên rồi mình liền nhận biết cái tham, vị này chưa chịu, muốn là thấy mà không tham. Chừng nào mình ở một cái chỗ gọi là thuần thục của Bồ của Thánh, còn mình còn ở trong phàm mà còn đi làm thì khó mà gọi là không tham. Nhưng mà cái hay của mình là gì? Biết mình tham. Bởi vì mình còn trong cõi này là tu tới đây. Còn nếu muốn dứt tham á thì chỉ khi nào mình lên núi, mình không còn những cái trần cảnh nó kéo lôi mình á, thì chừng đó mình mới không khởi tham. Còn hình ảnh, hình tướng bên ngoài là còn khởi tham. Nhưng mà tham nó có hai loại: tham hướng thượng, tham hướng hạ. Thí dụ như tham niệm Phật, tham hướng thượng. Mà bây giờ tham niệm Phật để làm chi biết không? Để khoe với bà bạn tôi niệm hơn bạn. Cái đó là tham mà không đúng. Cái đó tham hướng hạ. Bởi vì cái tham đó nó có xem cái gì? Nó xem cái mạng ở trong đó, tức là muốn hơn người, phải không? Nó xem cái danh ở trong đó, muốn lấy điểm với người. Cho nên cái tham đó là hướng hạ, mặc dù hình tướng là niệm Phật. Cho nên nó tham không có tội. Nhưng mà mình phải đổi cái gì? Đổi cái đối tượng của tham. Bây giờ mình sống trong cõi đời này mình chưa hết, nhưng mà mình có tỉnh giác. Tham biết mình tham, sân biết mình sân, si biết mình si. Cho nên có một vị đó mới hỏi một vị hòa thượng: bạch ngài, ngài ngồi thiền để làm gì? Nói dạ tôi ngồi thiền chăn trâu. Ủa hòa thượng ngồi trong này mà trâu đâu mà chăn? Mà trâu đâu mà hòa thượng chăn? Con trâu tâm của mình. Mình, cái tâm mình là một con trâu, nó thường phóng nhảy. Người tu là lúc nào phải kiểm con trâu đó và lôi nó lại, kéo nó lại. Cho nên là mình biết mình khởi vậy là tốt rồi. Thôi một câu nữa thôi nha. Câu này nó hơi, cái câu kế nó hơi dài, nó mất thì giờ, Pháp Hòa không có dám làm hao thêm thời giờ của đại chúng. Câu này nó thiết thực, Pháp Hòa lấy câu này trước. Đẩy cái câu này, cái câu hỏi này Pháp Hòa đọc rồi, thì cái câu này Pháp Hòa gom lại thôi. Là người ta nói rằng á, gần đây có những vị khuyên mình á, không nên thắp nhang nhiều. Bởi vì bây giờ nhang người ta làm bằng những cái mạt cưa và những cái hóa chất, mình thắp nhiều mình bị ung thư. Thì người ta khuyên mình là nên giảm chế cái vụ đốt nhang. Thì vị Phật tử này mới nói á, là thắp nhang là một cái truyền thống của mình, mình bỏ như vậy thì có đúng hay không? Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa như thế này: đã nói là tập tục, có nghĩa là chúng ta đã tập nó thành một cái tục. Và đã là tập tục thì tùy thời mà chúng ta gia giảm. Pháp Hòa ví dụ, ngày xưa ở Việt Nam, ông bà mình mất, mình phải để tang rất là nhiều. Thứ nhất là người con trai phải đi hớt tóc trước khi thọ tang. Bởi vì sau khi thọ tang là trong 49 ngày không được hớt tóc. Thấy chưa, là một chuyện. Chuyện thứ hai là phải mặc đồ tang, áo tang, quần tang, đội nón, đội mão, cầm gậy, cầm gì lung tung đó. Thể mà con gái thì đội cái mấn, cái mấn tức là cái mũ á, che cái mặt lại. Con dâu thì cũng đội cái mũ mà lật cái mũ lên. Bởi vì cái quan niệm á, là con gái che cái mão xuống á, là xấu hổ. Tại vì mình làm con gái mà không chăm sóc được cha mẹ ruột của mình, cho nên ngày nay cha mẹ mất rồi mình về mình thọ tang, xấu hổ lắm, cho nên che mặt lại. Người con dâu thì hãnh diện hơn: tôi con nhà ta mà tôi về tôi lo gia đình bà, cho nên tôi hãnh diện tôi bận cái đó lên. Hồi xưa để tang vậy đó. Rồi khi mà nấc cái quan tài lên là đưa ra cửa và đi chôn á, là người con gái phải nằm xuống lăn theo cái quan tài để gọi là đội cha mẹ ra cửa. Bây giờ qua đây làm được không? Đâu được, giảm hết rồi.
Nhưng mà chúng ta lấy lại cái tinh yếu của vấn đề để tang là một chiếc khăn trên đầu, còn tất cả những cái khác chúng ta giảm hết. Tập tục là do mình bày, mà mình bày thì mình phải biết lúc nào tăng và lúc nào giảm. Ở đây cũng vậy, tuy cái trường hợp thắp nhang là cái truyền thống của Phật giáo, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó hương không còn được làm bằng cái tinh chất tốt nữa thì chúng ta phải giảm nó. Và cái tinh thần thuần túy của người Phật tử á, là không cần phải thắp nhang nhiều mới gọi là đúng. Mình đi tới chùa người ta thắp hương sẵn rồi, mình chỉ cần lại Phật là đủ. Có những Phật tử sống ở trong gia đình, người nhà không thích cho mình đốt hương. Chẳng lẽ bây giờ vì một cây hương mà mình bỏ một thời kinh sao? Cho nên vị Phật tử này vẫn tụng kinh nhưng không thắp hương. Còn riêng về đạo lý thì nhà Phật nói hương có hai loại. Hương mà đốt ra thành khói là hương vật chất, còn hương vô hình vô tướng mà tràn ngập khắp mười phương là tâm hương. Cho nên mình không có thắp nhang thì cũng không có lỗi và cũng không có sai theo kinh điển. Bởi vì kinh điển có dạy chúng ta rằng chúng ta có hai loại hương để thắp. Một là cái hương có khói là hương vật chất, lấy cái hương vật chất để biểu lộ cái tâm hương của mình. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra không cần phải thắp hương. Mà cái này là phải tùy theo hoàn cảnh. Người được hoàn cảnh thắp hương không có phải là tốt, mà người không được thắp hương thì không gọi là xấu. Mà chúng ta biết ứng dụng hoàn cảnh nào để chúng ta dùng hương. Thí dụ bây giờ mình bước vô chánh điện không có ai thắp hết, mình thắp cây hương cho Phật tốt. Lỡ ai có thắp rồi chỉ lại Phật là mình. Bởi vì hương có 5 loại: hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Tri kiến tức là cái hiểu biết của mình về vấn đề đốt hương. Bây giờ mình phải làm sao mình giải thoát luôn cái tri kiến đó thì mình mới trọn vẹn 5 cây hương mà mình dâng Phật. Mình nghĩ rằng thắp hương, tụng kinh phải thắp hương, lại Phật phải thắp hương, cúng phải thắp hương, không có hương là không đúng. Đó là định kiến. Mà định kiến thì tức là mình chắc. Mà trong hương là 5 phần hương mới đủ. Trong đó có một cái gọi là giải thoát tri kiến hương. Mà khi chúng ta giải thoát được cái tri kiến hiểu biết mà mình cho là đúng rồi đó, thì mình trọn vẹn được 5 cây hương mà mình cúng dường. Thôi thì Pháp Hòa ngắn gọn như vậy. Còn một câu nữa, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng sẽ giải thích ở một cái gì khác. Bởi vì câu kế này nó hơi dài và nó chuyên về kinh, cho nên Pháp Hòa xin thất lại. Trong hai câu của một vị Phật tử này, Pháp Hòa trích câu này để giải thích. Bởi vì câu này là nó phổ thông, nó thường xảy ra nhất. Còn câu kia thì hơi chuyên về kinh điển, thì Pháp Hòa xin thất lại. Bởi vì bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa, kính bạch thầy trụ trì, kính thưa quý sư cô và đại chúng, tri ân thầy và quý sư cô cũng như toàn thể đại chúng rất là nhiều đã cho Pháp Hòa được cơ hội thăm viếng và chia sẻ với quý vị. Và trong khi chia sẻ có điều chi sơ sót, mong quý vị khoan nghĩ cho A Di Đà Phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.